Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 4. Chính là tên tiểu tử này, nghe cấp dưới báo cáo, người đàn ông trung tuổi vô thức liếc nhìn Đinh Dũng với vẻ bất ngờ. Dù thế nào thì Viên Thiên Hằng cũng không thể ngờ nổi kẻ đối đầu với Viên Thiếu Khang và còn một đòn đánh bại Lưu Đại Sư lại là một thanh niên trẻ tuổi đến vậy. Đi điều tra, xem tên tiểu tử này rốt cục có lai lịch gì, Viên Thiên Hằng liếc sang cấp dưới rồi điềm tĩnh nói, cho dù dùng cách nào cũng phải tra ra thật kỹ, đem tin tình báo về báo cáo tôi. Vâng, lão đại, người kia gật đầu rồi quay về vẻ mặt ban đầu, cùng Viên Thiên Hằng bước qua Đinh Dũng đi vào trong. Đinh Dũng đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Viên Thiên Hằng, anh hơi cau mày. Mặc dù người này anh không quen nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt sắc lạnh của ông ta. Đó chính là gia chủ nhà họ Viên, Viên Thiên Hằng, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng khác lạ, cũng cảm nhận được ánh mắt của Viên Thiên Hằng, cô nhớ ra tin đồn ngày hôm nay nên khẽ cười, nói anh Đinh, việc tối qua là do anh làm à? Việc tối qua, Đinh Dũng lặng người, không hiểu Kim Tư Kỳ có ý gì. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ vừa cười, vừa cùng Đinh Dũng đi vào và nói, tối qua ở cửa Thiên Hương Các có một cao thủ giúp Trương Bồi Sơn ra tay xử lý đại thiếu gia nhà họ Viên một phen, và lại còn đòi địa bàn của hội Hắc Mã. Hóa ra là việc này, Đinh Dũng như được tỉnh ngộ, hóa ra Kim Tư Kỳ nói tới việc này. Trước đó anh còn tưởng xảy ra chuyện gì, vì thực ra chuyện tối qua đối với Đinh Dũng mà nói thì không đáng là gì. Thiết quản gia, ông cứ làm việc nhé, tôi và bạn vào trong trước. Kim Tư Kỳ vẫy tay rồi dẫn Đinh Dũng vào trong. Thiết quản gia nhìn bóng Đinh Dũng hồi lâu mới thu ánh mắt về. Ông ta hơi cau mày, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời khỏi phòng họp. Khi tới bên trong phòng hội nghị, đã có không ít người đợi ở đây. Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng tìm chỗ ít người rồi ngồi xuống. Thiết quản gia là thân tín của nhà họ Thiết, nghe nói không phải người nhà họ Thiết nhưng được gia chủ nhà họ Thiết coi trọng nên mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Thiết đều do ông ta giúp gia chủ, có công lao lớn, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng rồi nói những gì mình biết. Nhà họ Thiết, Đinh Dũng trầm ngâm, đột nhiên quay đầu sang nhìn Kim Tư Kỳ, cười nói, tình báo của nhà họ Kim các cô cũng thật rộng, mới đến Kim Châu vài ngày đã nắm rõ mọi thế lực lớn nhỏ ở Kim Châu rồi. Anh Đinh chê cười rồi, mặc dù thế lực nhà họ Kim lớn mạnh, tổ chức tình báo giải khắp nơi nhưng muốn tìm hiểu kỹ một nơi lại không hề dễ dàng, kể cả là một thành phố Kim Châu nhỏ bé thế này, không dễ để tìm hiểu mọi ngóc ngách đâu, Kim Tư Kỳ thở dài rồi lắc đầu với vẻ mặt bất lực. Mặc dù tổ chức tình báo của nhà họ Kim ở Giang Nam phủ khắp nơi nhưng trên thực tế chỉ có thể nắm chắc tình hình của các tập đoàn bình thường, kể cả là một thành phố Kim Châu nhỏ như vậy cũng không phải có thể nằm trong lòng bàn tay cô ta được, thậm chí, đến đối phương rốt cục trông thế nào cô ta cũng không biết. Dứt lời, Thiết Vô Cực liền lật tấm lụa đỏ trên sân khấu, để lộ vật phẩm. Vô hình chung, một luồng khí thức cổ theo tấm lụa đỏ bay ra khiến người ta được trấn tĩnh lại tinh thần. Đến cả phòng họp náo nhiệt như vậy mà lúc này cũng im ắng hẳn lại. Tất cả mọi người đều chú ý đến vật phẩm cổ màu vàng được trưng bày trên sân khấu. Vốn dĩ Đinh Dũng chẳng có mấy hứng thú với buổi bán đấu giá này, thế nhưng lúc này anh lại tò mò nheo mắt nhìn. Vật phẩm này trông giống như được làm bằng gỗ khô, tỏa ra mùi hương kỳ lạ, khó có thể nói ra nó có mùi gì nhưng có thể khiến cho bất cứ ai ngửi vào đều cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Đây là thứ gì mà lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy, Kim Tư Kỳ nhìn vật phẩm chăm chú rồi lên tiếng tự nhủ. Thiết Vô Cực nhắm mắt say sưa rồi hít một hơi thật sâu, được một lúc ông ta mới mở mắt ra rồi lên tiếng nói với giọng điềm tĩnh, có lẽ các vị đã cảm nhận được hiệu quả của vật này trong việc khiến người ta tập trung hơn. Nó là một bảo vật vô cùng hiếm có. Đoạn gỗ này được vớt lên từ biển sâu, đã được nhiều chuyên gia phân tích nhưng vẫn không thể xác định được nó làm từ gỗ gì nhưng hiệu quả lại vô cùng to lớn. Giá khởi điểm của nó là 10 triệu nhân dân tệ, thấy bầu không khí cũng đã chín muồi, Thiết Vô Cực mới bật cười rồi nói. Tôi trả 10 triệu 100, không đợi Thiết Vô Cực nói xong, đã có người giơ bảng trả giá. Nghe có người trả giá, mọi người đều xôn xao. Quả thực hiệu quả của món đồ này vô cùng hiếm, Kim Tư Kỳ đang định giơ bảng lên thì bị Đinh Dũng ngăn lại. Đợi đã, giá cả nhất thời chưa lên tới đỉnh được, Đinh Dũng lắc đầu nói. Món đồ này cũng không tồi nên người tranh nhau mua đương nhiên không hề ít. Bây giờ trả giá cũng mất công. Kim Tư Kỳ lặng người một lát rồi kinh ngạc nhìn Đinh Dũng, nói anh Đinh cũng thích món đồ này sao? Hóa ra là đại tiểu thư của nhà họ Kim ở Giang Nam, chẳng trách mà hào phóng như vậy. Vật này có lẽ thuộc về cô Kim này rồi,
có người nhìn và nhận ra Kim Tư Kỳ thì liền mất đi động lực. Ai mà không biết nhà họ Kim có tài sản kếch xù thế nào, đọ tiền với Kim Tư Kỳ rõ ràng là tự tìm trái đắng. Hai, xem ra tôi phải thất vọng rồi, ở phía xa có người lắc đầu không trả giá nữa. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Lúc này bọn họ đã thực sự để lộ thân phận, trong lúc bất lực, Đinh Dũng chỉ còn cách nâng cao cảnh giác. Cô Kim ra giá 30 triệu nhân dân tệ, xin hỏi, còn ai ra giá nữa không? Thiết Vô Cực nhìn Kim Tư Kỳ cười tươi rói, sau đó ông ta nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu đếm, 30 triệu lần thứ nhất, 30 triệu lần thứ hai. Tôi ra giá 40 triệu nhân dân tệ, một người đàn ông đứng dậy nhìn vào khúc xương tay trên sân khấu rồi nói. Giọng nói của người này ông quá lớn nhưng lại rõ ràng rõng ràng đủ cho mọi người nghe thấy. Người này tướng mạo bình thường, là một người đàn ông trung tuổi, trên khuôn mặt còn có vết sẹo, trông vô cùng dữ dằn. Người này là ai mà lại dám đấu giá với cô Kim, có người nhìn người này rồi không khỏi lắc đầu. Đọ tiền và độ giàu có với nhà họ Kim thì e rằng cả thành phố Kim Châu này không ai dám làm vậy cả. Người này không biết từ đâu ra mà lại dám đọ với Kim Tư Kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả nhiên không hổ là nhà họ Kim đất Giang Nam, ra tay hào phóng, nghe Kim Tư Kỳ ra giá lần thứ hai, trong phòng hội nghị lập tức xôn xao. Cách trả giá mỗi lần cách nhau cả 10 triệu nhân dân tệ thế này cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy. Thực ra Kim Tư Kỳ không nhiều tiền mà là muốn ra luôn giá cao để ép người khác, đỡ phải phiền phức nhích thêm ít tiền. Cách này quả nhiên có tác dụng, rất nhiều người thấy cái giá này xong thì lùi bước. Nhưng lần này rõ ràng cô đã gặp một người khác với những người còn lại. 50 triệu nhân dân tệ, vẫn là người đàn ông trung tuổi đó. Giọng nói của ông ta không quá to nhưng lại rõ ràng rõng rạc. 60 triệu nhân dân tệ, Kim Tư Kỳ cau mày như thể không ngờ tới người này lại có thể khó bị cắt đuôi như vậy. Có giỏi thì ông hét giá tiếp đi, tôi không tin Kim Tư Kỳ tôi có thể thua ông. Cô đã từng tham gia bao nhiêu cuộc bán đấu giá nhưng chưa bao giờ biết thua là gì. Và lại món đồ này là thứ mà Đinh Dũng cần, cho dù thế nào thì cô cũng phải giành lấy nó bằng được. Xem ra người kia cũng ngang ngửa với cô Kim, có người thấy cách Kim Tư Kỳ ra giá xong thì lên tiếng bàn tán. Lúc này cả hội trường đều yên tĩnh hẳn, ánh mắt mọi người đều chăm chú quan sát Kim Tư Kỳ và người đàn ông kia. Không ít người bắt đầu xôn xao bàn tán về thân phận của người đàn ông kia. Không lâu sau đó, đoạn xương tay kia được người ta đưa tới. Thấy đoạn xương tay màu vàng úa bên trong chiếc hộp gấm, Đinh Dũng nhắm mắt lại trầm tư một lát rồi hạ giọng, nói quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, luồng khí tức đó dù gì cũng là từ xương của cố nhân, có lẽ đủ dùng. Nghĩ tới đây, anh lại hít sâu một hơi đóng chiếc hộp lại rồi nhìn về bàn trà bên cạnh. Sau đó người ta lại bày thêm vài bảo vật nữa, mặc dù đối với người khác đều là những thứ quý hiếm nhưng đối với Đinh Dũng thì chẳng có thứ gì đủ sức hấp dẫn cả. Ví dụ như có một bức có bút tích của Liễu Đại Gia với giá khởi điểm là 130 triệu nhân dân tệ nhưng đối với anh, món đồ này không bằng anh tùy hứng viết ra. Trong mắt anh thứ này chẳng đáng lấy một xu. Kim Tư Kỳ cũng làm theo ý Đinh Dũng lấy thêm vài món đồ, với ý định khi ông nội cô mừng thọ 80 tuổi thì sẽ lấy đó làm quà tặng. Lúc này Đinh Dũng mới nhớ ra 2 tháng nữa chính là sinh nhật của Kim Tiểu Lục. Tới lúc đó có phải tôi cũng nên tặng gì không? Đinh Dũng xoa xoa cằm nhướng mày nói. Nếu anh có thể đến thì tôi tin ông nội nhất định sẽ rất vui, nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ gật đầu cười đáp. Đừng có thừa nước đục thả câu, thông tin này bán thế nào, không ai suy nghĩ xem thông tin này là thật hay giả vì dù sao cũng là thông tin của nhà họ Thiết đưa ra. Nếu như là giả thì uy tín của nhà họ Thiết sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà họ Thiết có lẽ cũng không đến mức vì chút lợi ích mà làm vậy. Các vị xin chớ vội, nghe có người phía dưới nói vậy. Thiết Vô Cực nở nụ cười hài lòng. Ông ta khoát tay, nói, vì thông tin này vô cùng quan trọng, nhà họ Thiết chúng tôi cho rằng cũng không nên độc chiếm nó cho nên, chỉ cần nạp đủ số tiền cần thiết thì mọi người đều có cơ hội biết được thông tin này. Và lại nhà họ Thiết chúng tôi cũng hoan nghênh các vị cùng nghiên cứu với chúng tôi, nói xong, Thiết Vô Cực lật tấm lụa màu đỏ trên khay gỗ ra rồi chỉ vào viên đá màu trắng sữa, nói, xin mời các vị xem, viên đá này chính là minh chứng cho thông tin đó. Tiếp theo đây, tôi xin tuyên bố giá của thông tin này là 50 triệu nhân dân tệ, chỉ cần các vị bỏ ra được số tiền này thì mọi người đều có cơ hội cùng tìm hiểu nó. Chẳng trách mà lần báo đấu giá này lại cử ra một lão già,
hóa ra là có một thông tin quan trọng như vậy. Tôi, nhà họ Mạnh đồng ý bỏ ra 50 triệu nhân dân tệ, sau khi thấy đá linh, có người lập tức ra giá. Nhà họ Lý bỏ ra 50 triệu, có người ra giá là lại có thêm người khác ngồi không yên. Thế nhưng cũng có không ít người không mấy hứng thú với linh khí này, cũng không biết món đồ này rốt cục có giá trị thế nào nên lựa chọn quan sát. Cô không đấu giá sao? Đinh Dũng nhìn Kim Tư Kỳ rồi lên tiếng hỏi. Ở đây xuất hiện đá linh khiến anh cũng còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi thấy bộ dạng thờ ở của Kim Tư Kỳ thì Đinh Dũng lại thấy làm lạ. Theo lý mà nói một gia tộc lớn như nhà họ Kim có lẽ càng hiểu rõ về giá trị của đá linh hơn mới đúng. Việc này tôi phải báo lại với ông tôi mới được, nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ lắc đầu. Cô nhìn sang đá linh một cái rồi nói tiếp, tôi không hiểu về mấy thứ này cho lắm, không biết ông nội rốt cục có cần nó không? Có phải anh phát hiện ra gì không? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ lặng người hỏi lại. Khi cô đến, Đinh Dũng không nói lời nào. Bây giờ đột nhiên Đinh Dũng bảo cô cẩn thận, lẽ nào là có chỗ nào đó không ổn? Nói tóm lại là cẩn thận vẫn hơn thôi, Đinh Dũng lắc đầu rồi không giải thích gì thêm. Trong cảm giác của anh thì cái đuôi kia lại mất rồi nhưng anh lại có dự cảm chẳng lành cho nên mới nhắc nhở Kim Tư Kỳ lái xe cẩn thận. Chiếc xe đi men theo đường núi, Kim Tư Kỳ lái rất cẩn thận nhưng đi hết cả đoạn đường núi cũng không gặp phải bất cứ việc gì xảy ra, trong lòng cô dần yên tâm hơn. Hy vọng là tôi nghĩ nhiều, Đinh Dũng cảm thấy người sử dụng đồng thuật kia không dễ đối phó vì đồng thuật đối với anh mà nói cũng vô tác dụng. Thế nhưng người kia có thể biến mất khỏi cảm giác của anh thì hoặc là người đó đã từ bỏ ý định đi theo, hoặc là có cách khác có thể che giấu khí tức của mình khiến Đinh Dũng không thể nào phát hiện ra. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấy sắp vào nội thành, Kim Tư Kỳ hơi thả lỏng tay khỏi vô lăng. Gia chủ Viên, ông muốn thế nào, thấy Viên Thiên Hàng, Kim Tư Kỳ vội vàng bước xuống xe, cau mày lên tiếng. Nhà họ Viên tung hoành ngang dọc ở thành phố Kim Châu, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Càng một tay che trời, tác phong làm việc khiến cho người ta phải khiếp sợ. Sau khi tập đoàn bất động sản đỉnh kim của Kim Tư Kỳ tới Kim Châu đã chiếm không ít thị phần của nhà họ Viên nên cô không cho rằng Viên Thiên Hàng chặn bọn họ lại chỉ để nói chuyện. Ha ha, cô Kim, ra ngoài mà không dẫn theo vài vệ sĩ à, Viên Thiên Hàng thấy Kim Tư Kỳ xong thì trong ánh mắt tỏ vẻ kiêng dè. Ông ta nhếch miệng lên cười lạnh lùng, nheo mắt lại. Nói, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sợ rằng ông lão Kim sẽ rất buồn đấy. Hừ, sự an toàn của tôi không cần ông phải bận tâm, Kim Tư Kỳ hắng giọng, nghe ra sự khó chịu trong lời nói của Viên Thiên Hàng. Cô nắm chặt tay, nói, không biết gia chủ Viên chặn chúng tôi lại là có ý gì. Đinh Dũng xoa xoa mũi, anh không ngờ Kim Tư Kỳ sẽ xuống xe, thế nhưng đã có người ra mặt thì anh cũng không phí thêm lời với Viên Thiên Hàng làm gì. Nhà họ Kim ở Giang Nam thừa sức uy hiếp Viên Thiên Hàng. Nếu là hàng trăm năm trước, Viên Thiên Hàng dám chặn đường anh thì ông ta đã bị anh ấn dụi đầu xuống từ lâu rồi. Không có gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu bạn này một lát, Viên Thiên Hàng khoanh tay trước ngực cười lạnh lùng. Ông ta nói với Kim Tư Kỳ, cô Kim, tôi khuyên cô không nên qua lại với tên tiểu tử này, nếu không, lỡ có xảy ra chuyện thì nhà họ Viên chúng tôi không gánh tội đâu. Ông thử xem. Nghe Viên Thiên Hàng nói vậy, Đinh Dũng nheo mắt lại. Không biết tốt xấu là gì, mấy người các người lên dạy dỗ tên tiểu tử này cho tôi, cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn, lời của Đinh Dũng khiến Viên Thiên Hàng thật sự tức giận. Mặt ông ta tối sầm cả lại, ông ta như đã nhìn thấy cảnh Đinh Dũng bị đánh gãy tay gãy chân và nằm bò trên đất xin tha vậy. Người khác có thể không rõ về những vệ sĩ mà Viên Thiên Hàng dẫn theo bên mình. Trông thì bình thường nhưng trên thực tế thì đều là những cao thủ mà ông ta phải bỏ ra khoản tiền lớn để mời về. Vâng, nghe Viên Thiên Hàng ra lệnh, sáu gã đàn ông lập tức gật đầu đi lên từ phía sau ông ta. Cậu muốn đánh gãy tay chân tôi, Đinh Dũng nheo mắt lại, giọng nói của anh đằng đằng sát khí, đã vậy thì tôi cho cậu nếm trước mùi vị của việc gãy chân tay. Dứt lời, bóng người Đinh Dũng di chuyển, hóa thành tàn ảnh rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt tên kia. Gã đàn ông với cái tên Lão Lục còn chưa kịp phản ứng lại, hắn vẫn còn cười hết sức tôi độc thì miệng đã phải phát lên tiếng kêu la thảm thiết. Một tay Đinh Dũng đặt lên vai hắn và bóp khiến xương vai gãy rời. A, tiếng kêu la thảm thiết khiến năm tên còn lại biến sắc. Sắc mặt của Viên Thiên Hàng cũng nghiêm trọng theo. Ông ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Giây phút Đinh Dũng ra tay, ông ta đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm,
lúc này ông ta vội nạt 5 tên còn lại, còn không lên cả đi. Mau lên, cứu Lão Lục. Lão Lục, cố thêm chút nữa. Cả 5 tên biến sắc, vốn dĩ bọn chúng còn cho rằng thực lực của Lão Lục đủ để đối phó với Đinh Dũng, nhưng không ngờ Đinh Dũng lại che giấu thực lực kỹ như vậy. Khi đại ca phía bên đối phương tiến lại gần, chân phải của Đinh Dũng đã đặt lên một chân còn lại của đối phương. Một tiếng, rắc, phát ra, Lão Lục kêu la thảm thiết, hai chân đều đã gãy hoàn toàn, không còn sức chống đỡ và cứ thế ngã vật ra đất bất động, trông bộ dạng hắn có vẻ như đã hôn mê bất tỉnh. Mày muốn chết, mắt lão đại của đối phương đỏ lên, ông ta điên cuồng nạt nộ Đinh Dũng. Người này tốc độ vừa nhanh mà còn lên giọng, khi gần tới Đinh Dũng, ông ta nhanh chóng gạt chân. Đinh Dũng nheo mắt lại, di chuyển cơ thể sau đó lùi sau nửa bước né tránh cú gạt chân của ông ta. Ngay sau đó anh lên tiếng hỏi phía đối phương với giọng khác thường, ông biết đàn thoái. Ông là người của Long Đàn Tự hay người của Thiếu Lâm Tự, thập nhị lộ đàn thoái khiến Đinh Dũng nhớ lại một số chuyện, cũng khiến anh nhớ lại một nhân vật truyền kỳ. Cái gì mà Long Đàn Tự? Danh con, chết đi cho tao, lúc này người đàn ông trung tuổi được gọi là lão đại trong số 6 người mặt mày tối sầm lại. Ông ta tức tối, đàn em của ông ta đã bị phế cả tay và chân, kể cả bây giờ có đi viện điều trị thì võ công cũng khó mà có thể tiếp tục thi triển, chẳng khác gì trở thành một phế nhân cả. Ông ta dứt lời thì mặt mày giảo hoạt và bổ nhào tới, đồng thời đôi chân ông ta dậm mạnh xuống đất, chân phải giơ lên cao bổ về phía đầu Đinh Dũng. Tốc độ di chuyển chân của người đàn ông trung tuổi này rất nhanh. Khi còn nhỏ ông ta đã từng gặp một cao nhân. Vị cao nhân này thu nhận ông ta làm đồ đệ và còn đích thân dạy ông ta thập nhị lộ đàn thoái, nhưng khi đó ông ta ham chơi, chỉ học 8 lộ phía trước, có điều ông ta cũng đã tận mắt chứng kiến vị cao nhân đó ra tay, tốc độ di chuyển chân khiến ông ta đến bây giờ vẫn không thể nào quên nổi. Nhưng vừa rồi Đinh Dũng xuất chiêu, lại cũng là thập nhị lộ đàn thoái, vả lại, còn vô cùng điêu luyện, không hề kém so với vị sư phụ thần bí kia của ông ta. Lúc này ông ta thật sự kinh ngạc. Ha ha, đạo lý núi cao còn có núi cao hơn các người không hiểu sao, Đinh Dũng nhếch miệng cười rồi đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn Viên Thiên Hàng với nụ cười châm chọc. Câu này Đinh Dũng chỉ Viên Thiên Hàng. Lúc này Viên Thiên Hàng mặt đã tối sầm cả lại, ánh mắt khó chịu vô cùng. Câu này vừa rồi ông ta nói cho Đinh Dũng nghe, vốn cho rằng 6 vệ sĩ của mình có thể dễ dàng tóm được Đinh Dũng. Nhưng cho dù thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ lại có kết cục như vậy. Ông ta cảm thấy cơn giận ngùn ngụt cứ thế bốc lên, giống như thể bị kẻ nào đó giáng cho phát tát vậy. Hừ, một đám vô dụng, Viên Thiên Hàng lạnh lùng lên giọng. Mặc dù ông ta nói như vậy nhưng thực ra trong lòng ông ta hiểu rằng lão đại trong số 6 người này có thực lực thế nào, không phải là người mà người thường có thể so bì được. Theo tiếng cười điên cuồng đó, một bóng hình nhảy từ trên một thân cây ở phía xa xuống, cứ thế lao nhanh như tên bắn về phía mấy người chỗ Đinh Dũng. Cảm nhận được tung tích của kẻ địch, trong đầu Đinh Dũng chợt lóe lên ánh sáng, sự nghi hoặc trên khuôn mặt anh lập tức hóa thành đờ đẫn ngây dại, đồng thời, anh thả lỏng sự kiểm soát từ suy nghĩ tới cơ thể. Trong mắt Đinh Dũng dần dần trở nên trống rỗng. Rất nhanh sau đó, người kia đã tới trước mặt Đinh Dũng, mãi tới lúc này Đinh Dũng mới trông thấy rõ khuôn mặt thật của đối phương. Đây chính là người đàn ông tranh giành đoạn xương trong buổi đấu giá với Kim Tư Kỳ. Là ông ta. Xem ra mình tính dự đoán không sai, thực ra trước khi buổi đấu giá kết thúc, Đinh Dũng đã đoán ra được người này sẽ tới cản đường cướp vật rồi, có điều anh không ngờ người tới trước không phải là ông ta mà là Viên Thiên Hàng. Người đàn ông kia nhìn nhóm người với vẻ mặt châm chọc, sau đó tới trước mặt Đinh Dũng, nói tiểu tử, cậu cũng có bản lĩnh đấy. Cũng may tôi không mạo hiểm tới đây, nếu không thật sự rất có khả năng đã bị diệt trừ trong tay cậu rồi. Mấy người này xem ra đúng là giúp tôi một tay đấy. Dứt lời, ông ta quay sang nhìn về Viên Thiên Hàng ở bên cạnh, nhìn Viên Thiên Hàng không hề phòng bị gì mà đã trúng chiêu, sau đó thì bật cười và lôi Viên Thiên Hàng dậy, kéo ông ta tới bên một cái cây. Không biết ông ta lấy đâu ra đoạn dây thừng, sau đó trói Viên Thiên Hàng vào cái cây đó. Tiếp theo, ông ta lại dùng thủ đoạn đó trói 5 vệ sĩ còn lại của Viên Thiên Hàng lại. Còn gã vệ sĩ với cái tên Lão Lục bị Đinh Dũng đánh gãy chân tay mà ngất đi thì ông ta không quan tâm tới. Tên tiểu tử này phải làm thế nào, với thực lực của hắn mà có bị trói lại thì e rằng cũng không có tác dụng. Sau khi trói những người khác, người đàn ông tới bên cạnh Đinh Dũng, xoa xoa cằm rồi suy nghĩ xem nên xử lý Đinh Dũng thế nào.
Cũng may, những người này đã bị ông ta trói chặt lại. Người đàn ông thở phào một hơi. Ông ta nhìn chằm chằm vào 6 tên bảo vệ với vẻ mặt kinh ngạc rồi lạnh lùng nói, thú vị đấy. Không ngờ lại có thể tỉnh lại nhanh chóng trong sự kiểm soát của tôi, cậu cũng nên tự hào vì điều đó. Hừ, anh là ai, anh muốn làm gì, người đàn ông trung tuổi trong số 6 tên bảo vệ mặt mày tái nhợt. Ông ta trông thấy Viên Thiên Hàng, anh em bảo vệ còn lại của mình bị trói vào cây và còn Kim Tư Kỳ cùng Đinh Dũng ở phía xa với vẻ mặt ngây dại. Tất cả rõ ràng đều do người đàn ông trước mặt làm. Tất cả bọn họ đều trúng bẫy người đàn ông này rồi. Tôi, ha ha, dù gì cũng đều là người chết, nói cho cậu cũng không sao, cho cậu chết một cách thoải mái. Người đàn ông bật cười, khóe miệng nhếch lên và trong giọng nói rõ cái vẻ cao ngạo, tôi tên là Bách Lý Đồ. Tôi còn có tên gọi khác do người khác tặng, thế nhưng tôi không thích cái tên này cho lắm. Bọn họ gọi tôi là Quỷ Công Tử. Cái gì? Anh chính là Quỷ Công Tử của nhà họ Bách, người cầm đầu của 6 tên bảo vệ nghe được Bách Lý Đồ nói vậy thì đột nhiên biến sắc, tỏ vẻ sợ hãi. Danh hiệu Quỷ Công Tử rất nổi tiếng trong giới võ đạo ở thành phố Kim Châu. Người này nổi danh ra tay tàn độc, vả lại mưu mô quỷ kế, thâm sâu khó dò, giống như thể ông ta có thể thao túng cả hồn ma vậy, cho nên người ta mới gọi ông ta với cái tên Quỷ Công Tử. Nghe nói thực lực của người này vô cùng mạnh, khiến người ta khó mà đề phòng. Chỉ cần là người từng gặp ông ta thì không một ai có thể sống sót, kẻ nào kẻ nấy đều phải nhận về cái chết thảm khốc. Đại đương gia của hội Hắc Mã, Đinh Dũng cau mày, anh nảy ra suy đoán trong lòng. Cái gọi là hội Hắc Mã có lẽ không phải vì hội Hắc Mã vốn dĩ đã mạnh mà vì bên trong hội Hắc Mã có một hoặc vài người rất mạnh, mạnh tới mức có thể chèo chống cả hội Hắc Mã, một tay che trời ở thành phố Kim Châu. Nếu như vậy thì cũng vừa hay có thể kiểm chứng cảm giác của Đinh Dũng trước đó. Vì một tổ chức quy mô có thể một tay che trời ở thành phố Kim Châu cho Đinh Dũng cảm giác không ra làm sao, những người anh gặp đều là những tay đấm hết sức bình thường. Người mạnh nhất ngoại trừ Phùng Hữu Minh hôm nay anh gặp ra thì còn Trương Đại Sư thân cận bảo vệ Viên Thiên Hàng mà anh gặp 2 ngày trước, còn lại thì hội Hắc Mã rõ ràng quá yếu. Có lẽ Trương Bồi Sơn có thể dẫn người tiến vào thành phố Kim Châu, lấy đi một nửa giang sơn ở đây cũng là vì nguyên nhân này, Đinh Dũng thầm nghĩ, có lẽ Bách Lý Đồ nói đúng. Đúng lúc này, một chàng ho hắng vang lên. Khụ khụ, Viên Thiên Hàng ho sù sụ rồi mở mắt định giơ tay lên thì mới phát hiện mình đã bị trói chặt vào một cái cây. Ồ, không dựa vào ngoại lực mà có thể tỉnh lại nhanh chóng dưới bàn tay của tôi như vậy, Viên Thiên Hàng, ông cũng không hề đơn giản đâu, thấy Viên Thiên Hàng tỉnh lại, Bách Lý Đồ nhếch miệng, cái vẻ hoang mang tò mò trong mắt ông ta dừng lại trên người Viên Thiên Hàng. Ông ta liếc nhìn Viên Thiên Hàng một hồi rồi đột nhiên giơ tay ra bóp cổ Viên Thiên Hàng. Mày muốn làm gì? Viên Thiên Hàng thấy đối phương bóp cổ mình thì kinh ngạc hét lên. Thân phận gì? Viên Thiên Hàng biến sắc nhìn ngay về phía Phùng Hữu Minh. Ấy, hóa ra gia chủ nhà họ Viên chưa biết rồi. Vệ sĩ này của ông không đơn giản đâu, Bách Lý Đồ chắp tay cười nói, cao thủ xếp thứ 13 trong thiết phủ đồ lại cam tâm tình nguyện làm một bảo vệ nhỏ con của ông. Ha ha! Thiết phủ đồ, Viên Thiên Hàng cau mày. Ông ta đương nhiên đã nghe nói tới tổ chức này, chỉ có điều chưa bao giờ gặp ai ở tổ chức này. Không ngờ bên cạnh ông ta lại có một kẻ mai phục. Được rồi, phí lời với các người quá rồi, đột nhiên Bách Lý Đồ lạnh mặt hẳn lại. Ông ta quay phát người đi về phía Kim Tư Kỳ, một tay đặt vào eo Kim Tư Kỳ rồi cười vui vẻ. Người nhà họ Kim ở Giang Nam quả nhiên không hề đơn giản, tỉnh rồi mà còn giả vờ như ngủ sao. Kim Tư Kỳ với vẻ mặt đờ đẫn lúc này nghe xong thì biến sắc. Cô ta trở nên lanh lợi hẳn, sau đó thì lên tiếng nạt lại, bỏ tôi ra. Ông đã biết tôi là người nhà họ Kim ở Giang Nam mà còn dám ra tay với tôi, ông không sợ. Không để Kim Tư Kỳ nói xong, Bách Lý Đồ đã giơ tay ra, một tay bóp lấy cổ Kim Tư Kỳ rồi nói từng câu một, tay của nhà họ Kim ở Giang Nam không với được tới Kim Châu của chúng tôi đâu. Vả lại. Tôi đưa cô quay về nhốt trong địa lao coi như công cụ giải trí, ai biết được là tôi làm chứ. Bách Lý Đồ còn chưa xông tới nơi Đinh Dũng đứng thì liền cảm giác được sự khó chịu nơi lồng ngực. Đầu ông ta đau dữ dội, cả người như gặp phải sét đánh, cứ thế ngã nhào ra đất, ói ra cả miệng máu tươi. Ông ta lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng, trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, không sao tin nổi. Cho dù ông ta có thế nào cũng không thể ngờ được đồng thuật thứ mà ông ta vốn dĩ phải tự hào kiêu hãnh lại bị phá giải chỉ bằng một ánh mắt của Đinh Dũng.
Lúc này cũng vì bị phản phệ nên trong đôi mắt ông ta chỉ toàn máu là máu, đến nhìn vật xung quanh cũng còn mơ hồ. Mày rốt cục là ai? Quỷ công tử Bách Lý đầu nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Ông ta nghiến răng rít lên. Nghe vậy, Đinh Dũng chỉ cười nhạt, điềm tĩnh trả lời, vừa rồi không phải ông đoán được rồi sao? Trước đó Bách Lý đầu cho rằng Đinh Dũng là vệ sĩ của Kim Tư Kỳ, là người mà nhà họ Kim ở Giang Nam mời tới, nhưng hiện giờ ông ta lại không cho là vậy. Đinh Dũng có thể phá giải được đồng thuật của ông ta thì chắc chắn không phải là võ sĩ bình thường. Một người mạnh như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện làm vệ sĩ cho kẻ khác được? Đồng thuật của ông đối phó với người khác may ra còn có tác dụng, nhưng đối với tôi mà nói thì nó không hề có một chút tác dụng nào cả. Vừa nói, Đinh Dũng vừa lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về phần hông của Bách Lý Đồ. Trên hông Bách Lý Đồ móc một cái túi màu đen cũ kỹ, thế nhưng nó chỉ to bằng nắm tay, bên trên còn có hai miếng vá. Thấy cái túi rách này, Đinh Dũng liền hiểu ra trước đó Bách Lý Đồ đã làm gì để có thể giấu đồ vật với khoảng cách xa. Không ngờ trên người Bách Lý Đồ còn có một thứ hay ho này. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng liền giật chiếc túi màu đen xuống. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh thấy túi đựng đồ nhưng thứ này hiện giờ càng ngày càng hiếm, có thể tìm thấy một cái túi thế này thực sự không hề dễ dàng. Buộc nó trên người để đựng đồ cũng rất tiện lợi. Trả lại cho tao, thấy Đinh Dũng giật lấy túi đựng đồ của mình, Bách Lý Đồ lập tức trợn mắt hét lên. Phùng Hữu Minh còn chưa nói hết câu thì ông ta đã không thể nói thêm được nữa, máu tươi cứ thế ọc ra khỏi miệng, đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Đôi tay ôm lấy cổ họng cũng không còn sức nữa mà buông thõng xuống. A, chết, chết rồi, thấy Phùng Hữu Minh vừa thoát khỏi cảnh bị trói, suýt chút nữa còn có thể đánh lén được mà lúc này đã trở thành cái xác lạnh tanh, Kim Tư Kỳ không khỏi bụng miệng kinh ngạc. Vì sao chứ, Đinh Dũng cau mày, đá Phùng Hữu Minh đã mất đi sinh khí ra chỗ khác, ánh mắt anh lại di chuyển tới Bách Lý Đồ. Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Bách Lý Đồ hằn học nuốt nước miếng. Vừa rồi ông ta còn đang nghĩ xem làm thế nào để cướp lại túi đựng đồ của mình thì hiện giờ, sau khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Đinh Dũng, ông ta đã bỏ luôn ý định, chỉ mong có thể sống tiếp. Bách Lý Đồ run rẩy, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ông ta quỳ sụp xuống đất cúi đầu nói với Đinh Dũng, cầu xin cậu đừng giết tôi. Cậu đã lấy túi đựng đồ của tôi rồi, xin tha cho tôi một mạng. Đây... Viên Thiên Hàng thấy Bách Lý Đồ quỳ xin Đinh Dũng tha mạng thì càng nghiến răng chặt hơn. Ông ta không hề coi thường Bách Lý Đồ, thậm chí ông ta còn không dám chắc chắn đứng trước sự sống và cái chết, ông ta sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Quay về thành phố đã là hơn 2 giờ chiều, mặc dù cả hai người đều đói cồn cào nhưng mỗi người lại có tâm tư riêng. Đinh Dũng nhận ra Kim Tư Kỳ có tâm sự nên anh cũng không để tâm đến cô nữa. Thế nhưng Kim Tư Kỳ lại không làm theo những gì mà trước đó Đinh Dũng nói. Cô cứ thế lái xe đi, theo như Kim Tư Kỳ nói thì chiếc xe này chính là quà mà Tống Long tặng cho Đinh Dũng. Nếu như cô lái nó đi mà để Tống Long biết thì chắc chắn sẽ trách cô. Cô không muốn phải giải thích nhiều với Tống Long. Đinh Dũng chẳng còn cách nào khác nên đành lái xe về nơi mà trước đó anh gửi xe đạp. Đinh Dũng bê xe đạp lên chiếc siêu xe rồi lái về tòa nhà ở một tiểu khu mà nhà anh đang sống. Trên đường có không ít người thấy cảnh này và không khỏi há miệng trầm trồ. Có lẽ cả đời này bọn họ cũng không gặp được cảnh tượng thế này. Một thanh niên giàu có lái chiếc xe xa xỉ và còn bỏ chiếc xe đạp tồi tàn vào trong đó. Đinh Dũng chẳng thấy có gì là không ổn cả. Chiếc xe đạp này là của anh. Anh muốn bỏ nó ở đâu thì bỏ, nhưng sau khi lái xe về tiểu khu, anh liền phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Mặc dù cả nhà Hàn Thành Sơn là nhánh không được coi trọng nhất trong nhà họ Hàn nhưng công ty Tú Thủy của Hàn Phương Nhiên trước đó cũng đã kiếm được ít tiền, khu bọn họ sinh sống cũng được coi là tiểu khu thuộc tầm trung rồi. Kể cả là tiểu khu tầm trung thì sau khi Đinh Dũng lái chiếc siêu xe xa xỉ này vào, vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, thậm chí đến cả bảo vệ mở cửa cũng đi lại lại, ngó nghiêng. Cũng may chiếc xe này không phải là dòng cabriolet, Đinh Dũng bất lực lắc đầu. Chiếc xe này quá nổi bật, không phải là phong cách mà anh ưa thích. Sau khi Đinh Dũng lái xe vào tiểu khu, đợi đúng nửa tiếng đồng hồ, những người xung quanh mới tản đi. Lúc này, anh mới thận trọng xuống xe, lôi chiếc xe đạp trên xe ô tô xuống rồi đẩy về phía dưới tòa nhà. Đinh Dũng không quan tâm, anh chỉ gật đầu rồi đưa mắt nhìn các loại xe bên trong sảnh triển lãm, hỏi tôi muốn mua một chiếc xe đơn giản một chút, có xe nào có thể giới thiệu cho tôi không?
xe đơn giản một chút thì rẻ hơn một chút thôi. Nữ nhân viên bán hàng trở mặt chỉ vào chiếc xe màu đen ở cách đó không xa, nói chiếc xe này không tồi, giá trần là 98.000 tệ, thêm thuế rồi các khoản khác nữa thì rơi vào tầm 200.000 tệ, anh mua không? Nữ nhân viên này tỏ vẻ khó chịu, theo cô ta thấy thì một tên nhà quê ăn mặc như Đinh Dũng căn bản không thể nào mua nổi chiếc xe này. Tới đây cũng chỉ là để ngó nghiêng, tới lúc đó vừa hỏi giá đã sợ. Những người như vậy cô ta gặp nhiều rồi. Mở cửa xe đi, tôi muốn thử một lát, Đinh Dũng nhìn chiếc xe. Mặc dù anh không thích dáng xe cho lắm nhưng cũng không mấy phô trương. Có điều không biết lái thì sẽ thế nào. Mặc dù anh muốn mua một chiếc xe bình dân nhưng cảm giác khi lái nhất định phải tốt, nếu không thì khi lái xe sẽ cảm thấy không thoải mái, không bằng đi xe đạp còn hơn. Rốt cục anh có mua không? Nếu như mua thì anh thử một tí xem, còn không mua thì đừng lãng phí thời gian của tôi, nhân viên nữ tỏ vẻ bất bình. Đôi mắt cô ta còn rõ cái vẻ coi thường. Cô ta cao ngạo khiến Đinh Dũng thấy khó chịu. Anh cau mày, lạnh lùng nói, không cho tôi thử thì sao tôi có thể quyết định được mua hay không? Cậu cho rằng tôi không mua được cái xe này sao? Đinh Dũng nhướng mày, nheo mắt nhìn hắn ta. Ha ha, lẽ nào không phải sao? Long thiếu gia cười lạnh lùng chỉ vào chiếc xe đạp ở bên ngoài cửa rồi nói với giọng châm chọc, nếu như mà mua nổi xe thì cậu đã không đi xe đạp rồi. Như Long. Thôi bỏ đi, đúng lúc này cô gái bám dịt lấy Long thiếu gia cau mày, huýt vào tay hắn, nói chúng ta đi xem xe đi. Hừ, đồ nhà quê, cút đi, Thiết Như Long mặc dù tức giận nhưng cũng không dám khiến vị hôn phu của mình tức giận nên chỉ có thể nạt nộ Đinh Dũng đôi câu rồi thôi. Thế nhưng thái độ đó của hắn ta không có nghĩa là Đinh Dũng sẽ bỏ qua. Thấy đối phương coi thường mình như vậy, Đinh Dũng cũng tức tối. Anh lạnh lùng nói, nếu như tôi mua được thì sao? Tiểu tử, được voi đòi tiền à? Mẹ kiếp, cậu mà mua được thì ông đây nuốt luôn chìa khóa cái xe này, Thiết Như Long vừa quay người lại, nghe thấy Đinh Dũng nói vậy thì máu nóng bốc lên. Hắn ta chỉ vào chiếc chìa khóa trong tay nữ nhân viên bán hàng rồi nói. Đinh Dũng nghe vậy thì lập tức nhếch miệng cười, nói lời giữ lời. Bổn thiếu gia nói lời đương nhiên giữ lời, nhưng nếu như cậu không mua được thì đừng trách bổn thiếu gia đây không khách khí. Lập tức phải quỳ xuống dập đầu lại tôi ba lại, sau đó cút ra khỏi đây, thấy Đinh Dũng đột nhiên dám cược với mình, Thiết Như Long bật cười ha ha. Một tên nhà quê đạp xe đạp mà mua nổi xe ô tô trong đây thì hắn đi đầu xuống đất. Cho dù là Thiết Như Long hắn đây còn phải dựa vào quan hệ của nhà họ Thiết, dựa vào tiền tích góp 2, 3 năm trời mới có thể mua một cái xe tầm trung ở đây. Nếu như nói về phương diện khác thì cậu ta còn có thể giới thiệu cho Đinh Dũng hai dòng xe khác vì dù sao thì sở thích của mỗi người không giống nhau. Có thể có người thích phong cách thể thao, có người thích phong cách đẹp trai ga lăng, nhưng nếu nói nội thất và cảm giác lái thì những dòng xe có giá này lại không có gì khác biệt. Ha ha, cậu đừng lo, giá cả không thành vấn đề. Cậu cứ theo yêu cầu của tôi giới thiệu là được, Đinh Dũng vỗ vỗ vai Tiểu Hách, nói, nếu tôi thích, hôm nay sẽ trả toàn bộ số tiền mua xe. Thật sao ạ, nghe Đinh Dũng nói hôm nay trả toàn bộ số tiền mua xe, Tiểu Hách phấn chấn hẳn lên. Cậu ta nhìn Đinh Dũng một lượt, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Lẽ nào vận may của cậu ta hôm nay tốt, lẽ nào cậu ta gặp được một người giàu có sao? Chỗ chúng em có một dòng xe đảm bảo với anh cảm giác lái tốt nhất ở đây, Tiểu Hách nhìn Đinh Dũng rồi dẫn anh tới khu vực trung tâm của showroom, sau đó chỉ vào chiếc xe được coi là vật báu ở đây. Cậu ta đã hoàn toàn quên mất lời dặn của quản lý trước đó, không được để bất cứ ai đụng vào chiếc xe này, nếu làm hỏng xe thì không ai gánh nổi trách nhiệm. Chiếc xe này, tôi có thể lái thử không? Đinh Dũng nhướng mày, dùng sức kéo cửa xe. Không ngờ anh mới kéo đã kéo được cửa ra. Chiếc xe có màu đen, thân xe rõ ràng dài hơn vài chiếc xe mà anh đã xem qua trước đó. Xe có dáng khí động trông đẹp hơn hẳn, đồng thời trông cả chiếc xe lại rất đỗi đơn giản. Không giống mấy dòng siêu xe, lái đến đâu cũng thu hút sự chú ý. Loại người này tôi nhìn là biết không đền nổi rồi, cứ thế đánh cho anh ta một lần rồi tống ra khỏi đây. Chị Lâm vừa dứt lời, Thiết Như Long liền dẫn cô gái kia đi tới. Hắn ta nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt coi thường rồi nói với giọng khó chịu, tiểu tử, hay là thế này, cậu dập đầu với tôi hai cái, bổn thiếu gia đây sẽ giải quyết việc này cho cậu. Ồn ào, Đinh Dũng cau mày nhìn Thiết Như Long. Tên tiểu tử này từ khi bước vào đây đã ra vẻ với anh, cứ đứng bên mỉa mai châm chọc, anh đã khó chịu từ lâu rồi. Cậu, hừ,
Vậy thì cút ra khỏi đây đi, nghe Đinh Dũng nói vậy, Thiết Như Long biến sắc. Hắn ta hắng giọng nói với chị Lâm, báo cáo đi, tôi thấy hắn ta không mua nổi đâu. Có chuyện gì thế, đúng lúc này, một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ Âu đi tới cau mày lên giọng. Làm cái gì thế hả, thời gian làm việc không được tụ tập nói chuyện, các cô cậu có biết không hả? Nghe giám đốc nói vậy, đám người xung quanh vội nhường đường. Cô nhân viên kinh doanh với dáng người thướt tha nghe thế thì khuôn mặt liền tỏ vẻ nũng nịu. Cô ta nói với người đàn ông trung tuổi, giám đốc Khiêm, anh đến đúng lúc lắm ạ. Người này làm hỏng bảo vật trong showroom chúng ta rồi, anh mau tới xem đi ạ. Cái gì, thấy chị Lâm nói vậy, giám đốc showroom 4S tối sầm mặt lại. Ông ta vội xông tới, khi nhìn thấy Đinh Dũng đứng bên cạnh chiếc xe, ông ta vội gằn giọng, cút cho tôi. Cậu có biết cái xe này bao nhiêu tiền không hả? Ai cho cậu đụng vào nó? Các cô các cậu làm cái gì thế hả? Bao nhiêu người như vậy mà không trông nổi cái xe à? Giọng nói của giám đốc vang khắp showroom, cả giám nhân viên câm như hến, không ai dám nói lời nào. Tiểu Hách vốn dĩ vì chuyện này mà còn không biết phải xử lý làm sao, lúc này nghe giám đốc nói vậy thì không khỏi lẩm nhẩm. Cậu ta biết lần này cũng do mình không trông khách cẩn thận nên mới gây ra họa lớn. Con mắt nào của ông thấy tôi làm hỏng cái xe này, Đinh Dũng nhướng mày nói với giám đốc. Hắn ta thậm chí đã trông thấy Đinh Dũng vì không đền được cửa mà bị lôi ra ngoài, lúc này trong lòng hắn ta thấy sảng khoái hơn hẳn. Hắn không nhịn nổi mà bật cười. Thấy Thiết Như Long khẳng định như vậy, ông giám đốc kia cũng thêm phần tự tin. Ông ta lập tức chỉ vào một nhân viên kỹ thuật bảo cậu ta thử xe xem rốt cục hỏng hay chưa. Cậu cẩn thận một chút, cái xe này là bản giới hạn. Khu vực chúng ta chỉ có một cái thôi, giám đốc nói với nhân viên kỹ thuật, vừa nói ông ta vừa thận trọng đóng cánh cửa lại. Nhân viên kỹ thuật được chỉ định gật đầu, cậu ta tới bên chiếc Phaeton hít vào một hơi thật sâu rồi cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa, sau đó khẽ đóng lại. Cánh cửa hỏng hay chưa, thực ra phương án kiểm tra đơn giản nhất chính là xem có khóa lại được không, sau khi đóng cánh cửa lại, nhân viên kỹ thuật kia mới thở phào nói với giám đốc, dùng chìa khóa khóa cửa thử. Lâm Lâm, dùng chìa khóa khóa cửa, nghe nhân viên kỹ thuật kia nói vậy, Lâm Lâm mới gật đầu, cô ta nhìn Đinh Dũng hằn học rồi mới rút chiếc chìa khóa được đúc khắc tinh xảo ấn vào ổ khóa. Cạch, cạch, hai tiếng vang lên, chiếc xe Phaeton chớp đèn hai cái, phần cửa xe cũng vang lên âm thanh khóa vào nhẹ nhàng. Tại sao lại không thể, cửa xe hỏng hay chưa mà không nhìn ra sao, Đinh Dũng cười lạnh lùng, chắp hai tay trước ngực nói với giám đốc. Nhân viên của showroom các ông không khóa cửa lại rồi đổ tội lên đầu tôi. Tôi cho rằng một người làm giám đốc như ông cần phải nói chuyện cho rõ ràng với cấp dưới đi. Hai, việc này là do chúng tôi sai, cậu xem, ông giám đốc thở dài bất lực nhìn sang Lâm Lâm. Lúc này nếu ông ta còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông ta sống cũng phí bao nhiêu năm trên đời rồi. Lúc này ông ta chỉ có thể tự nhận trách nhiệm về mình, cho Thiết Như Long đường lui. Việc này vốn dĩ không liên quan gì đến ông. Tôi nhớ vừa rồi có người còn nói năng hống hách, nếu cửa xe không phải do tôi làm hỏng thì nuốt luôn cửa mà. Nói tới đây, Đinh Dũng nhếch miệng châm chọc, liếc sang Thiết Như Long. Thiết Như Long tối sầm mặt, hắn cau mày thật sâu. Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ cánh cửa này lại không hề bị hỏng. Lúc này hắn đâm lao phải theo lao, không thể nào nuốt cánh cửa kia được nên chỉ có thể hắng giọng nhìn Đinh Dũng. Tiểu tử, đừng có được đà lấn tới. Đã không phải là cậu làm hỏng thì không cần phải đền nữa. Còn không mau cút. Xem ra Long thiếu gia nói lời không giữ lời hả, Đinh Dũng nhếch miệng cười, nhướng mày gật đầu như sớm có dự đoán từ trước. Nụ cười đầy ý tứ này trong mắt Thiết Như Long như cười mỉa mai khiến hắn ta không thể nào kiềm chế lửa giận. Hắn nắm chặt tay, cứ thế mắng chửi cậu, tôi nói tôi không nhận bao giờ. Vậy ý của Thiết thiếu gia là mình sẽ ăn tươi nuốt sống cánh cửa này, nghe Thiết Như Long nói vậy, Đinh Dũng vẫn không tắt nụ cười. Tôi, vừa rồi Thiết Như Long quá tức tối, lúc này đột nhiên hắn cảm thấy hơi hối hận. Nếu như vừa rồi hắn không tự nhận thì cũng chẳng sao, hiện giờ hắn đã nói ra rồi, nếu không nhận thì coi như tự tát vào mặt mình. Quả nhiên, nghe Đinh Dũng nói vậy, Tiểu Hách chợt ngây người một lúc, sau đó thì tỏ vẻ mừng rơn. Cậu ta chỉ vào chiếc Phaeton lần nữa rồi xác nhận, anh nói chiếc xe này ạ. Đinh Dũng gật đầu khẳng định. Ha ha ha, cậu có biết cái xe này có giá bao nhiêu không hả, Thiết Như Long đột nhiên cười phá lên. Hắn ta nghiến răng nói từng câu một, cậu đừng quên vụ cá cược của chúng ta.
Nếu cậu không mua nổi cái xe này thì quỳ xuống dập đầu hai cái rồi cút khỏi đây đi. Như Long, anh, thấy Thiết Như Long nói vậy, cô gái bên cạnh hắn ta gạt tay hắn ra ra rồi nói thẳng, Thiết Như Long, anh đúng là loại tiểu nhân, người ta đã tha cho anh một lần rồi mà anh còn không biết hối cải. Hừ, em yên tâm, lần này hắn ta thua chắc, Thiết Như Long mặt mày giảo hoạt. Hắn cứ thế nhìn Đinh Dũng chằm chằm, chuyện vừa rồi hắn nhận ra rằng hoàn toàn là do mình sơ ý. Đinh Dũng tuyệt đối không thể mua nổi xe Phaeton vì đến hắn ta muốn mua chiếc xe này cũng phải bỏ ra quá nhiều. Một tên nghèo hèn đạp xe đạp rách như Đinh Dũng sao có thể mua nổi chứ? Lần này hắn ta chắc chắn đè đầu cưỡi cổ Đinh Dũng, hắn ta phải lấy lại sĩ diện sau lần bị sỉ nhục vừa rồi. Ha ha ha, không ngờ Long thiếu gia còn nhớ vụ cá cược của chúng ta, Đinh Dũng bật cười, rút một cái thẻ từ trong túi ra rồi đưa cho Tiểu Hách. Nụ cười của anh chợt lạnh hẳn. Đinh Dũng nói với giọng lãnh đạm, xem ra lần này Long thiếu gia lại thua rồi. Mang lại đây cho tôi xem, Đinh Dũng cau mày. Tấm thẻ này trước đó do Hàn Thành Sơn đưa cho anh, bên trong có lẽ cũng phải có tầm 5 triệu nhân dân tệ mới phải. Số tiền này trước đó Hàn Thành Sơn dùng để mua tranh chữ, vì Đinh Dũng giúp ông ta giải vây nên lấy được bút tích thật của Vương Đại Gia cho nên ông ta đem số tiền này tặng cho Đinh Dũng. Mặc dù trước đó Đinh Dũng cũng nghi ngờ số tiền này của Hàn Thành Sơn không biết từ đâu ra nhưng sau đó anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế mà bây giờ số dư trong tài khoản lại không đủ. Kỳ lạ, cái xe này có hơn 2 triệu nhân dân tệ, sao có thể như thế được, Đinh Dũng liếc nhìn số cần chi chỉ hơn 2 triệu nhân dân tệ. Tiền trong thẻ hơn 5 triệu tệ, không thể nào như vậy được. Trừ phi, bên trong thẻ này căn bản không có tiền, hoặc có thể nói là từng có tiền nhưng bị người ta chuyển đi rồi. Tấm thẻ này vẫn luôn trong tay anh, ngoài Hàn Thành Sơn ra thì không thể có người nào khác có thể chuyển tiền đi được. Nghĩ vậy, Đinh Dũng bất lực thở dài. Cả nhà họ đối xử với mình thật là tốt. Ha ha ha, tôi nói mà, tiểu tử này cũng chỉ là ra oai vậy thôi. Hắn ta căn bản không có nổi một xu đi mua xe, Thiết Như Long thấy cảnh này thì bật cười ha ha. Hắn ta nhếch miệng châm chọc rồi nói với Đinh Dũng, được rồi, đừng giả bộ nữa. Trông cái ngữ như cậu mà mua được xe thì mẹ kiếp, tôi không chỉ bò quanh cái showroom này hai vòng mà còn ăn phân của cậu luôn trước mặt mọi người đấy. Cắt, hóa ra là giả bộ. Tôi còn cho rằng là một người có tiền cơ, nghe Thiết Như Long nói vậy, cô nhân viên trước đó còn chủ động giúp Tiểu Hách lấy máy quẹt thẻ lập tức trở mặt. Cô ta mỉa mai, nghèo hèn còn giả bộ, cút đi. Thấy tình hình này, ông giám đốc kia cũng lật mặt. Trước đó ông ta còn cho rằng Đinh Dũng là con nhà nào giàu có. Chỉ là thích phong cách đơn giản một tí. Bây giờ xem ra là ông ta nghĩ nhiều rồi. Ông ta tối sầm mặt lại, nói với giọng xa lạ, cậu diễn đủ chưa? Diễn đủ rồi thì mau cút đi. Cắt, cầm cái thẻ ngân hàng rồi giả bộ, thật không biết ra mặt anh dày thế nào nữa, Lâm Lâm cũng hùa theo. Thế nhưng, suy nghĩ của ông ta không thành rồi. Tiểu Hách mặt mày căng thẳng bấm phím xác nhận, mặc dù cậu ta đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng giây phút này tim cậu ta không khỏi hồi hộp mà đập nhanh hơn. Tạch tạch tạch. Máy quẹt thẻ vang lên âm thanh in phiếu. Nếu như giờ cậu quỳ xuống dập đầu hai cái với tôi thì tôi sẽ suy nghĩ, Thiết Như Long còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy âm thanh phiếu in. Hắn ta ngây người, nụ cười dần khựng lại. Khuôn mặt hắn ta biến sắc, hắn ta nhìn chằm chằm vào tờ phiếu chạy dài ra khỏi máy quẹt thẻ. Đinh Dũng thật sự đã quẹt thẻ được rồi. Đây, không thể nào. Lâm Lâm nhìn máy quẹt thẻ trong tay Tiểu Hách, vẻ mỉa mai trên khuôn mặt cô ta dần mất đi. Còn Tiểu Hách, người cầm máy quẹt thẻ, sau khi thấy bốn chữ, giao dịch thành công, thì lặng người. Hồi lâu, cậu ta mới phản ứng lại kịp rồi tự véo lấy má mình một cái. Khi thấy đau cậu ta mới thét lên. Anh đúng là không còn thuốc chữa, cô gái kia mặt mày khó coi vô cùng. Cô ta hậm hực với Thiết Như Long một câu nhưng vẫn rút điện thoại ra gọi vào số chú của Thiết Như Long. Mặc dù Thiết Như Long không được coi trọng trong nhà họ Thiết, là người hàng nhánh nhưng chú ruột hắn ta lại giữ chức vụ quan trọng trong cục cảnh sát thành phố Kim Châu. Ông ta leo lên được vị trí cao là nhờ các mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của nhà họ Thiết, là chỗ dựa vững chắc cho nhà họ Thiết ở thành phố Kim Châu. Hỏng rồi, mau đi thôi, nghe Thiết Như Long bảo gọi điện cho chú mình, giám đốc showroom 4S tái mét mặt mày. Ông ta liếc ngay sang Lâm Lâm. Đinh Dũng thấy tên này định gọi điện thoại kêu người thì không khỏi cau mày. Thế nhưng anh cũng không quan tâm, chỉ là thấy có hơi khó chịu và phiền phức. Mày còn không thả tao,
Đợi chú tao đến thì tao cho mày chết. Thiết Như Long quỳ trên đất vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng đôi chân hắn ta lại không còn nổi sức mà cựa. Mặt hắn tối sầm lại. Đứng trước mặt bao nhiêu người thế này, đặc biệt còn có vợ chưa cưới bên cạnh mà hắn lại bị người ta sỉ nhục tới mức này, mặt hắn nóng rực lên. Hắn chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Cậu cũng đã nói để cho tôi phải chết thì sao tôi lại có thể không nhân cơ hội này cho cậu quỳ thêm lúc nữa nhỉ? Đinh Dũng đi về phía trước, giơ tay ra vỗ vỗ vào mặt Thiết Như Long, thản nhiên nói, không phải cậu gọi người đến để đối phó với tôi sao, xem ra cậu không sợ tôi. Đinh Dũng dứt lời, ánh mắt anh sắc lạnh hơn hẳn. Anh giơ tay lên tóm lấy vai Thiết Như Long, khẽ giật, xương vai hắn lập tức chật khớp. A, Thiết Như Long gào lên thảm thiết, hắn ta bại cả bên vai trái. Nghe tiếng thét đó của Thiết Như Long, giám đốc showroom chán vã mồ hôi. Ông ta nhìn Đinh Dũng với ánh mắt sợ hãi. Ông ta không ngờ rằng Đinh Dũng lại dám ra tay đánh người trong khi Thiết Như Long đã gọi điện báo cảnh sát. Đúng lúc này một bàn tay dùng lực đặt lên vai hắn. Nụ cười nơi khóe miệng Thiết Như Long khựng hẳn lại. Hắn còn lẩm bẩm rồi giống giận, mày dám đánh tao, chú tao ở đây, mày còn dám ra tay. Dừng tay, thấy tay Đinh Dũng đặt lên vai Thiết Như Long, người đàn ông trung tuổi kia biến sắc. Ông ta hét lên. Gần như là lúc ông ta và Thiết Như Long dứt lời, tay Đinh Dũng khẽ bẻ, chỉ anh và Thiết Như Long nghe thấy, rắc, một tiếng. Thiết Như Long gào lên thảm thiết, vai trái hắn ta mềm oặt, đau bại. Bắt hắn cho tôi, thấy cảnh này, chú của Thiết Như Long lập tức phất tay. Bốn người ông ta dẫn tới rút súng chĩa vào Đinh Dũng, hét lớn, không được cử động, giơ hai tay lên. Nghe bốn người kia hét lên, Đinh Dũng quay người lại nhìn bọn họ. Kết quả, bốn người này giật thót tim, đồng thời lùi về sau một bước, suýt chút nữa thì bóp cò. Bảo cậu không được cử động, có nghe thấy không hả, một người đàn ông chọc đầu trong số đó đó nuốt nước bọt, gằn giọng với Đinh Dũng, giơ hai tay lên, nếu không tôi bắn. Được, 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 đừng bắn, Đinh Dũng gật đầu bất lực, giơ hai tay lên. Với thực lực hiện giờ của anh vẫn chưa thể nào đạt tới độ có thể ngó lơ vũ khí nóng được. Né tránh đạn cần tốc độ vô cùng nhanh, hiện giờ cơ thể anh chịu không nổi vận động với cường độ cao. Nếu cứ thế né tránh thì sẽ khiến xương cốt gặp vấn đề. Đinh Dũng bị giải tới một đồn cảnh sát ở thành phố Kim Châu, cụ thể là đồn nào thuộc cục cảnh sát thì anh cũng không rõ. Vì cả chặng đường, Đinh Dũng chỉ ngồi trên xe, cửa xe còn dán giấy đen nên anh không thể nào nhìn thấy bên ngoài. Đi vào đi, bốn người kia đẩy Đinh Dũng vào phòng thẩm vấn. Sau khi vào phòng thẩm vấn, Đinh Dũng không quan tâm tới gì cả mà cứ thế ngồi vào chiếc ghế trong phòng, hỏi các người chuẩn bị xử lý tôi thế nào. Tiểu tử, nói năng hàm hồ gì hả? Chúng tôi được rèn luyện để phục vụ nhân dân, đương nhiên là làm theo pháp luật rồi. Trước đó gã đàn ông chọc đầu thấy Đinh Dũng nói thế thì không kiềm chế nổi, nhấc chân lên nhưng nghĩ lại nên hắn ta bỏ chân xuống. Các người nói lần này đội trưởng định cho hắn ta tội gì đây? Một lúc sau, bốn người kia bắt đầu xôn xao hẳn. Gã chọc đầu nghe vậy thì chẳng hề tỏ vẻ kiêng dè, như thể những lời hắn vừa nói như phát dám đánh đi mà thôi. Hắn lạnh lùng lên giọng, hừ, lần này tên tiểu tử này đụng phải cháu của đội trưởng. Đội trưởng lại thương yêu cháu mình nhất, theo như tôi thấy thì tên này xong đời rồi. Đúng lúc này cánh cửa phòng thẩm vấn được đẩy ra, chú của Thiết Như Long bước vào. Chú của Thiết Như Long tên là Thiết Thầm, ông ta đã nhậm chức ở đây từ lâu, là tiền bối đi trước trong cục. Ông ta có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Ngoại trừ cục trưởng mới đến ra thì phần lớn người ở cục đều nghe theo sự chỉ đạo của ông ta. Lúc này Thiết Thầm ho khan một tiếng, ông ta chắp tay vào phòng thẩm vấn, điềm tĩnh nói gì thế? Lão đại, anh về từ bao giờ thế, sao không nói tiếng nào, làm em sợ thót tim. Gã đàn ông chọc đầu vội đứng bật dậy lên tiếng với vẻ mặt nịnh nọt. Không phải, Đinh Dũng lắc đầu, quả thật anh không phải là người luyện võ. Nói chính xác hơn, thực lực thật sự của anh đã vượt qua phạm trù võ đạo. Giới hạn của võ đạo là vượt qua tầng thứ nhất và có thể gọi là thần tiên lục địa, còn thực lực của Đinh Dũng đã vượt qua thần tiên lục địa, không biết cao hơn bao nhiêu lần rồi. Không phải, hừ, nếu không phải luyện võ thì sao mày có thể ra tay thành thục? Lại có thể dễ dàng đánh bại cháu tao như vậy, Thiết Thầm hắng giọng, sắc mặt ông ta dữ tợn và tôi độc. Muốn trách thì phải tự trách mày không may mắn, đụng tới cháu tao. Bốn đứa chúng mày ấn nó xuống cho anh, Thiết Thầm nhìn mấy tên đàn em của mình và hét lên dứt khoát,
thằng kia, tao phải cho mày nếm mùi đứt gân gãy xương là thế nào. Đợi đã, Đinh Dũng cau mày cố gắng lùi về sau nửa bước ra vẻ hoang mang kinh ngạc, nói các ông không sợ việc này bị đồn ra ngoài sao. Nghe Đinh Dũng nói vậy, bọn họ đều cười phá lên. Thiết Thầm càng cười châm chọc hơn, ở đây phòng thủ kiên cố, đến con ruồi cũng không bay vào nổi, ai biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Tao đã dặn dò những người khác rồi, cho dù bên trong có phát ra âm thanh gì thì bọn nó cũng không quan tâm đâu, nói tới đây, Thiết Thầm không khỏi cười phá lên. Ồ, nghe vậy, Đinh Dũng lại nhướng mày. Lên hết cho anh, ấn nó xuống, thấy Đinh Dũng ra vẻ không sợ, Thiết Thầm càng khó chịu. Ông ta phất tay với gã đàn ông chọc đầu ra hiệu bốn người bọn họ lôi Đinh Dũng ấn xuống. Thấy lãnh đạo đã ra lệnh, bốn tên kia không chần chừ gì nữa, bọn chúng cứ thế xông lên. Ừm, thư ký Hồ gọi điện cho tôi có việc gì không? Đinh Dũng lặng người một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hồ Đông Hải, người này tìm mình có việc gì nhỉ? Tìm cậu khó quá, tôi phải lấy số điện thoại từ mẹ vợ cậu đấy, Hồ Đông Hải nói với giọng tôn trọng. Từ khi hắn ta biết Đinh Dũng với y thuật cao siêu cứu lấy con gái của thị trưởng thành phố họ Lý thì càng có thiện cảm với Đinh Dũng hơn. Nghĩ tới đây, hắn ta còn không đợi Đinh Dũng lên tiếng hỏi đã nói tiếp, là thị trưởng thành phố Lý bảo tôi gọi điện thoại cho cậu, bên này có việc rất khó giải quyết, mời cậu Đinh ra tay giúp đỡ. Có việc gì vậy, nghe tới đây, Đinh Dũng liền cau mày. Có thể khiến Lý Hải Dân nghĩ tới mình thì xem ra đây không phải là việc đơn giản, nếu không thì cấp dưới của ông ta nhiều như vậy, ông ta cũng sẽ không tới tìm mình. Là thế này, con gái của thư ký Ngụy tái phát bệnh cũ, không chỉ bác sĩ ở Kim Châu chúng tôi bó tay mà đến cả những chuyên gia đầu ngành của thủ đô cũng bất lực. Thị trưởng Lý biết chuyện thì giới thiệu cậu, hy vọng cậu có thể giúp đỡ, Hồ Đông Hải kể lại sự việc cho Đinh Dũng. Sau khi biết bọn họ mời mình tới cứu người, vẻ mặt Đinh Dũng ôn hòa lại hẳn. Anh đảo mắt nhìn một lượt mấy người với vẻ mặt sợ hãi kia rồi bất lực nói với Hồ Đông Hải, thư ký Hồ, việc cứu người đương nhiên tôi không thể chối từ, có điều. Có điều gì cơ, cậu Đinh yên tâm, chỉ cần cậu có thể trị được cho con gái thư ký Ngụy thì tiền không thành vấn đề, vả lại, Hồ Đông Hải nói gấp gáp, chỉ sợ Đinh Dũng không đồng ý. Thư ký Ngụy là người thế nào, đó là cánh tay đắc lực của thành phố Kim Châu. Nếu để thư ký Ngụy biết được Đinh Dũng không muốn đến thì không những mất đi thể diện mà ngay cả thị trưởng Lý cũng sẽ mất mặt. Tới lúc đó, Đinh Dũng còn đắc tội cả hai nhân vật tai to mặt lớn, và kẻ đi mời người khác như hắn ta cũng sẽ chẳng thu về được kết quả tốt đẹp. Không phải vấn đề về tiền. Thực ra là, giờ tôi không thoát thân nổi, Đinh Dũng nhìn Thiết Thầm với ánh mắt cổ quái, bất lực nói, tôi cũng muốn đi nhưng sợ là có người không đồng ý. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi. Khoảng chừng mười mấy phút sau, bên ngoài cửa vang lên những âm thanh hối hả, Thiết Thầm dẫn tới 10 gã đàn ông mặc đồng phục đi vào, mặt tên nào tên nấy rõ vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng. Bọn họ xoa xoa nắm đấm, không hề có ý định gì tốt đẹp. Hừ, tiểu tử, để mày phải đợi lâu rồi, Thiết Thầm bật cười gian dảo. Ông ta xoa xoa cổ tay, hằn học nói, giờ tao sẽ cho mày nếm mùi thế nào là sống không bằng chết. Mấy đứa chúng mày ấn nó xuống cho anh. Đánh gãy tay chân nó, Thiết Thầm ra lệnh, mười mấy tên ông ta dẫn tới lập tức xông lên. Đinh Dũng bật cười, cứ thế giơ chân đạp thật mạnh rồi đạp bay luôn tên xông lên đầu tiên, khiến hắn ngã vào đám đông, lăn xuống đất. Chỉ còn ba tên còn lại chưa bị ảnh hưởng gì. Bọn họ cùng xông lên nhưng phát hiện những người còn lại không hề có động tác tương trợ gì nên vẻ mặt khó coi hơn hẳn. Có điều khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì Đinh Dũng đã tung cho mỗi tên một đấm, cả ba tên gã nhào ra đất. Lên đi, cả đám bỏ đi, lên hết cho tao, Thiết Thầm hét lên. Ông ta chưa bao giờ gặp kẻ nào khó xơi thế này. Lúc này ông ta vô cùng tức giận, cũng không biết ông ta đang nghĩ gì thì đột nhiên khẩu súng được ông ta rút ra khỏi hông, chĩa thẳng vào Đinh Dũng, mẹ kiếp thằng kia, mày dừng tay lại cho tao, nếu không tao bắt mày. Đinh Dũng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi có gì đó chĩa vào đầu mình. Anh chợt khựng người lại. Định quay lại cướp khẩu súng từ tay Thiết Thầm thì tâm thần Đinh Dũng bất định. Anh lập tức giơ hai tay lên, nói, đừng, đừng nổ súng. Hôm nay cho dù ông trời có xuống đây cũng không cứu được mày đâu, Thiết Thầm hung tợn, cứ thế gằn lên tôi độc. Những người còn lại cố gắng đứng dậy, tên nào tên nấy mặt mày bất thiện nhìn Đinh Dũng, nhưng không ai dám tiến lên trước. Bọn họ đều bị Đinh Dũng dọa tới mức sợ hãi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng giam bị người ta dùng chân đạp ra.
mặt mày Hồ Đông Hải tối sầm cả lại. Còn cách rất xa mà hắn ta đã nghe thấy tiếng hét từ bên trong, đặc biệt là câu, ông trời có xuống đây cũng không cứu nổi mày. Câu này càng khiến hắn ta phẫn nộ hơn bao giờ hết. Dừng tay, vừa đi vào, Hồ Đông Hải liền thấy một khẩu súng đen xì chĩa vào đầu Đinh Dũng thì sầm mặt xuống. Tao xem ai dám quản việc này, nghe tiếng cửa bị đạp ra, mặt mày Thiết Thẩm càng dữ dằn hơn. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía sau, miệng còn đang lẩm bẩm. Có điều khi ông ta trông thấy Hồ Đông Hải thì mặt cắt không còn giọt máu. Mặc dù ông ta không thân quen với Hồ Đông Hải nhưng cũng đã từng thấy Hồ Đông Hải trên TV, đương nhiên biết thân phận của Hồ Đông Hải là gì. Thư ký Hồ, tôi, mặt Thiết Thẩm tái mét cả lại. Tay cầm súng cứ thế run lên. Ông ta vô cùng hoang mang vì bị thư ký Hồ tận mắt chứng kiến mình làm dụng chức quyền. Tội danh này, Thiết Thẩm gánh không nổi. Các người đang làm gì thế hả? Còn không bỏ súng xuống, bốn người bên Hồ Đông Hải đều tỏ vẻ khó chịu, trong đó một người chỉ vào Thiết Thẩm nạt nộ, các người to gan lắm, là người thực thi pháp luật mà còn dám. Đây, Đinh Dũng nói vậy khiến Tạ Chính Mão chỉ biết liếc sang Hồ Đông Hải một cái mà không nói nổi nên lời. Cứ làm theo pháp luật, nên xử thế nào thì xử thế ấy, thấy Tạ Chính Mão nhìn mình, Hồ Đông Hải mới cau mày. Cái anh ghét nhất là đám quan lại cứ bao che cho nhau, làm loạn pháp luật. Vừa rồi cách làm của Đinh Dũng trong mắt Hồ Đông Hải đã thuyết phục được Hồ Đông Hải. Một người có y thuật cao siêu lại có phẩm chất như vậy, chẳng trách mà thị trưởng Lý vô cùng khen ngợi. Theo pháp luật quy định thì cậu phải viết một bản kiểm điểm thể hiện sự ăn năn hối cải, sau đó bồi thường tiền chữa trị cho đối phương, sau khi nghĩ một hồi, Tạ Chính Mão mới ngập ngừng nói. Ông ta không dám xử lý quá đáng với Đinh Dũng. Mặc dù Hồ Đông Hải nói ông ta cứ xử theo pháp luật nhưng ông ta đương nhiên hiểu ý Hồ Đông Hải là gì. Nghe vậy, Hồ Đông Hải gật đầu, quay lại nói với bốn người kia, bốn người các cậu ở lại đây, thay cậu Đinh nộp phí bồi thường tiền chữa trị và thuốc thang, còn nữa, dạy cho bọn họ một bài học cho nhớ. Vào bệnh viện, có thể trông thấy có rất nhiều thiên thần áo trắng mặc áo blau, người người bận rộn đi lại. Đinh Dũng và Hồ Đông Hải vẻ mặt nghiêm trọng tới bên ngoài phòng theo dõi bệnh nặng. Lúc này cánh cửa phòng đóng kín bưng, nhìn vào bên trong qua cánh cửa kính liền thấy vài y bác sĩ và hộ lý mặc đồ bảo hộ, mặt đeo khẩu trang đang đứng trước giường bệnh, thao tác với các loại máy móc. Trên giường bệnh có một cô gái tuổi chừng 20, thế nhưng Đinh Dũng nhìn không được rõ cho lắm, anh chỉ lướt nhìn một lần rồi thu ánh mắt về. Trên ghế chờ bên ngoài có vài người đang ngồi, trong đó có một người chính là Lý Hải Dân. Sau khi thấy Hồ Đông Hải, ông ta lập tức đi tới. Nói cậu Đinh cuối cùng cũng đến rồi. Bé con, mau gọi chú Đinh đi, bên cạnh Lý Hải Dân còn có một cô bé, đó chính là cô bé mà trước đó Đinh Dũng dùng lục hợp thần châm cứu sống. Nghe Lý Hải Dân nói vậy, cô bé liền ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng rồi gọi với giọng e dè chú Đinh. Cơ thể cháu gần đây có khỏe hơn không, kể cả là một kẻ sống lâu đến cả hàng nghìn năm như Đinh Dũng. Đứng trước bộ dạng dè dặt của cô bé cũng không khỏi cảm thấy mềm lòng, anh bèn giơ tay xoa xoa đầu cô bé. Cô bé ngại ngùng gật đầu nhìn Đinh Dũng không hiểu gì. Lúc này, một người đàn ông đi tới, khuôn mặt ủ rũ, đeo cặp kính cận gọng vàng, trông tuổi cũng chừng 50, trông ông ta có đôi phần tiều tụy. Lão Ngụy, đây chính là cậu Đinh mà tôi nói với anh, thấy người đàn ông đi tới, Lý Hải Dân vội giải thích. Nghe vậy, đôi mắt vốn dĩ vô hồn của Ngụy Kiến Quốc đột nhiên như bừng sức sống. Ông ta nắm lấy cánh tay của Đinh Dũng, cảm kích nói, cậu chính là vị thần y mà anh Lý nói sao? Là đại sư đã chữa trị cho con gái anh ấy sao? Là cậu Đinh, cuối cùng cậu cũng đến rồi, bên cạnh vị bác sĩ vừa lên tiếng chính là chủ nhiệm khoa châm cứu Lương Bính Thu. Sau khi nhận ra Đinh Dũng, khuôn mặt mệt mỏi của ông ta chợt khởi sắc. Việc Đinh Dũng có thể thi triển lục hợp thần châm. Ông ta đã nói với sư phụ của mình, lúc đó sư phụ của ông ta cũng hết sức ngạc nhiên, tỏ vẻ không sao tin nổi, sau đó sư phụ nói với ông ta rằng Đinh Dũng rất có khả năng là đồ đệ của vị cao nhân năm xưa truyền dạy y thuật cho mình. Cho dù nói thế nào thì có thể gặp lại Đinh Dũng một lần nữa đối với Lương Bính Thu mà nói thật sự là việc đáng mừng, đặc biệt là trong trường hợp ông ta đang phải bó tay với ca bệnh, Đinh Dũng đến nhất định có cách gì đó. Sau khi Đinh Dũng đi vào, anh không để ý đến những người khác, cứ thế đi thẳng với bên giường bệnh. Đứng lại, cậu là ai? Thế nhưng Đinh Dũng còn chưa lại gần giường bệnh thì đã bị mấy y bác sĩ ngăn lại. Cậu ấy là bác sĩ tôi mời tới. Các vị đã hết cách thì để cậu Đinh thử xem sao,
Ngụy Kiến Quốc đau lòng nhìn con gái trên giường bệnh, vẻ mặt ông ta ảm đạm thấy rõ. Hiện giờ ông ta đã là một người sống mà không có hồn rồi. Thay vì nhìn con gái nằm giường bệnh chịu dày vò, sinh mệnh từng chút một bị đe dọa thì chi bằng để Đinh Dũng thử một lần, biết đâu Đinh Dũng có thể tìm ra cách thì sao. Nhưng hiện giờ tình trạng của bệnh nhân không tốt, nếu mạo hiểm để cậu ta tiếp xúc, rất có khả năng bệnh tình chuyển nặng. Vị bác sĩ lên tiếng trước đó nhìn Đinh Dũng một cái, vẻ mặt tỏ vẻ nghi ngại rồi nói tiếp, và lại người này còn trẻ như vậy, có chắc là hiểu y thuật không? Cô gái trên giường bệnh trông rất xinh đẹp, mái tóc dài đen bóng để xóa, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, bộ dạng cau mày đau đớn thật khiến người ta không khỏi xót xa. Nhưng Đinh Dũng nhìn cô gái xong thì bất giác cau mày. Trong lòng anh đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ, bệnh tình của cô gái này có biểu hiện giống với bệnh hiểm nghèo trong truyền thuyết. Cậu làm gì, cậu, vị bác sĩ bị Đinh Dũng đẩy ra cứ thế chỉ thẳng mặt Đinh Dũng mà nạt. Có điều ông ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã quay đầu lại nhìn ông ta một cái, ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi lạnh lùng nói, ồn ào. Vị bác sĩ kia lặng thinh tại chỗ, giây phút vừa rồi ông ta như cảm nhận được mình vừa rơi vào hầm băng, xung quanh đều lạnh toát khiến ông ta không khỏi rùng mình. Rốt cục là ánh mắt gì thế chứ? Ông ta tự giác im bặt. Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân lo lắng nhìn về phía Đinh Dũng. Bọn họ đã không còn tâm trạng mà để ý tới những việc khác. Hiện giờ Tĩnh Nhi còn đang phải chịu những đau đớn dày vò trên giường bệnh, điều này đối với bọn họ mà nói là nỗi đau đớn khôn tả. Đừng nói thêm gì nữa, Đinh Dũng đi đến bên giường bệnh, giơ tay ra đặt vào cổ tay Ngụy Tiêu Tĩnh. Cổ tay cô gái rất lạnh, da mặt trắng bệch như xương tuyết, toát ra cái lạnh thấu tận xương thủy. Tay Đinh Dũng đặt vào cổ tay cô gái khiến anh không khỏi cau mày. Quả nhiên, lẽ nào thật sự là bệnh đó, Đinh Dũng than thở. Rất lâu trước đó, từng có một căn bệnh trong truyền thuyết, căn bệnh này không biết nguyên nhân khởi phát từ đâu, khí huyết chảy ngược, tụ huyết phần trên, hôn mê bất tỉnh, mặt mày tái nhợt, môi tím tái, mạch như ngừng đập, cơ thể không khác gì người chết. Trong ấn tượng của Đinh Dũng, loại bệnh này gọi là bệnh mất máu. Mặc dù có cách chữa trị nhưng bệnh này vì không biết nguyên nhân, chỉ biết khí huyết bên trong cơ thể bệnh nhân chảy ngược lên trên nên dẫn đến các cơ quan bên trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng phải chịu những tổn hại nghiêm trọng không giống nhau. Cho tới khi các cơ quan trong cơ thể suy kiệt, tim mạch ngừng đập, dẫn tới tử vong. Mấy ngày trước, cô bé này bị trúng độc rắn cắn, nguy hiểm đến tính mạng, là cậu Đinh cứu chữa cho cô bé bằng phương pháp châm cứu đấy, Lương Bính Thu chỉ vào cô bé bên cạnh nói. Cô bé nghe thấy thì rụt rè, ôm lấy chân Lý Hải Dân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Hải Dân xoa xoa đầu bé, gật đầu, nói, quả thực là nếu không phải cậu Đinh ra tay thì con gái tôi có thể đã không còn nữa rồi. Đưa châm bạc cho tôi, Đinh Dũng ngẩng đầu nhìn Lương Bính Thu, điềm tĩnh nói. Được, Lương Bính Thu nghe vậy thì vội rút châm bạc trong hộp ra đưa cho Đinh Dũng. Đinh Dũng nhận lấy, sau đó lật chăn ra, rút ra một cây châm bạc. Nhẹ nhàng châm vào ngực Ngụy Tiêu Tĩnh. Tiếp theo, Đinh Dũng lại dùng cách tương tự, nhanh chóng rút các cây châm bạc khác ra rồi châm vào các huyệt vị khác trên người Ngụy Tiêu Tĩnh. Vì máu chảy ngược là do khí huyết bốc lên, cho nên muốn tạm thời dứt bệnh thì cách duy nhất là phải trấn hết các huyệt lớn trên cơ thể bệnh nhân, để khí huyết không thể chảy tiếp, như vậy mới không tồn tại dòng chảy ngược nữa, mà chuyển sang chảy xuôi. Thủ pháp của Đinh Dũng rất nhanh, hai ngón tay di chuyển thoăn thoắt. Những người có mặt ngoài Lương Bính Thu ra thì không ai có thể nhìn ra Đinh Dũng dùng cách gì. Chỉ có Lương Bính Thu là mặt mày kích động, cứ nhìn chằm chằm vào tay Đinh Dũng, không dám để sót một chi tiết nào. Đi tới bên trong hành lang bệnh viện, Đinh Dũng chợt dừng lại một chút, đợi đám người Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đi ra mới nói, tôi có một cách có thể kéo dài sự sống cho cô bé, nhưng cụ thể có thể kéo dài bao lâu thì phải xem số phận của cô bé. Ngụy Kiến Quốc còn chưa kịp đứng vững. Nghe Đinh Dũng nói vậy lại càng loạng choạng. Nếu như không có Lý Hải Dân đỡ thì có lẽ Ngụy Kiến Quốc đã ngã lăn ra đất rồi. Lúc này, Ngụy Kiến Quốc mặt cắt không còn một giọt máu, ánh mắt khi nãy còn có chút hồn thì lúc này lại một lần nữa trở nên ảm đạm sau câu nói của Đinh Dũng. Lão Ngụy, anh cũng đừng nôn nóng quá. Lý Hải Dân thở dài, vừa đỡ Ngụy Kiến Quốc vừa lắc đầu. Ông ta nhìn về Đinh Dũng rồi nói tiếp, cậu Đinh này, vậy thì bệnh của tiểu Tĩnh không còn cách nào khác sao? Có, mà cũng không có. Đinh Dũng trao mày suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, chứng mất máu vốn không được coi là một loại bệnh, nó giống như một loại thể chất hơn, vì vậy dùng thuốc cũng không có tác dụng.
Nghe Đinh Dũng nói, Ngụy Kiến Quốc cố gượng dậy, chắp tay cúi người cảm ơn Đinh Dũng rồi chân thành nói, cậu Đinh, cho dù thế nào cũng xin cậu cứu con gái tôi chỉ có một mình con bé. Cậu Đinh, xin cậu đừng vòng vo nữa, rốt cuộc có cách gì cứu tiểu tính, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lý Hải Dân đỡ Ngụy Kiến Quốc, sắc mặt nặng nề hỏi. Ông và Ngụy Kiến Quốc là đồng nghiệp cũ, quan hệ ngày thường cũng rất tốt, ông vẫn luôn coi Tiểu Tĩnh như con ruột, nên rất lo lắng cho bệnh tình của Tiểu Tĩnh. Đinh Dũng gật đầu trầm ngâm một lát rồi nói, tu luyện. Cái gì, ý của cậu là, để Tiểu Tĩnh học võ thuật? Nghe Đinh Dũng nói, Ngụy Kiến Quốc dựa tay vào tường đứng vững lại, ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói, cậu Đinh, ý của cậu là Tiểu Tĩnh luyện võ là có thể chữa được bệnh này. Không, không, không. Tôi không có ý đó. Ngụy Kiến Quốc mặt biến sắc vội vàng lùi lại. Ngụy Kiến Quốc của lúc này đâu còn là bí thư Ngụy hô mưa gọi gió của thành phố Kim Châu nữa, ông ta chỉ là một ông bố sắp mất đi con gái. Cậu Đinh, chỉ cần cậu chịu thu nhận Tiêu Tĩnh, tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Ngụy Kiến Quốc đau đớn nhìn Đinh Dũng rồi quỳ xuống. Cũng may có Lý Hải Dân đỡ, nếu không truyền ra ngoài, đường đường bí thư Ngụy lại phải quỳ trước mặt Đinh Dũng. Chắc chắn lại tạo nên một phen sóng gió. Cậu Đinh, cậu xem, Lý Hải Dân muốn khuyên Đinh Dũng những nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cũng đành thở dài bất lực. Thấy phản ứng của Ngụy Kiến Quốc, Đinh Dũng không khỏi chau mày, đúng là hơi rắc rối, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì thân phận của anh cũng không giấu được, tới lúc đó lại kéo theo rắc rối không đáng. Để tất cả ra ngoài, tôi làm chậm quá trình phát bệnh cho cô bé đã. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng lắc đầu bất lực. Nói với Ngụy Kiến Quốc, đợi sức khỏe cô bé hồi phục, bảo cô bé tới tìm tôi, còn nữa, chuyện ngày hôm nay. Thư ký Hồ, chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài. Nghe Đinh Dũng nói, Lý Hải Dân ngay lập tức hiểu ý, nói với Hồ Đông Hải. Sắc mặt Đinh Dũng vô cùng thâm trầm, anh dần nhắm mắt lại, một luồng sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể Đinh Dũng, giữa trán hiện lên một luồng sáng như thể có một hình người rất nhỏ đang khoanh chân ngồi đó. Đi, đột nhiên. Đinh Dũng mạnh mẽ nhấc tay phải lên, đan các ngón tay vào nhau điểm lên người Tiêu Tĩnh. Một luồng sáng vàng lóe lên rơi trên đầu kim đang cắm trên đầu Tiêu Tĩnh rồi theo chiều kim đi vào trong cơ thể cô. Sau đó lại một luồng sáng vàng khác xuất hiện, cho tới khi tất cả các cây kim trên cơ thể Tiêu Tĩnh đều phát sáng, Đinh Dũng mới thả lỏng. Lúc này, mặt Đinh Dũng đã đầy mồ hôi, luồng sáng giữa trán đã nhạt dần. Anh vừa dùng sức mạnh của linh hồn để cố gắng áp chế khí huyết trong cơ thể Tiêu Tĩnh, trong thời gian ngắn, chứng thiếu máu sẽ không tái phát nhưng cách này rất tổn hao thể lực. Sau khi chữa trị giúp Tiêu Tĩnh xong, Đinh Dũng cũng loạng choạng ngồi bên giường bệnh, suýt nữa thì ngất xỉu. Cơ thể này thực sự quá yếu, thi triển thực lực quá chậm. Đinh Dũng vừa chống tay bên giường vừa mát xa trán. Sau nhiều ngày tu luyện như vậy, thực lực hiện tại của anh đã lên tới tầng đỉnh phong, nhưng vẫn quá yếu. Đỉnh phong chẳng qua chỉ là đường ranh giới đầu tiên của võ đạo mà thôi. Khụ khụ, tôi đang ở đâu đây? Nghỉ ngơi được một lát, Đinh Dũng định đứng dậy, không ngờ Ngụy Tiêu Tĩnh lại tỉnh lại. Ngụy Tiêu Tĩnh mệt mỏi mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là người đàn ông có vẻ ốm yếu, ký ức đột nhiên ùa về trong trí nhớ. Cô mới nhớ ra, chắc có lẽ bản thân vừa ngất xỉu vì bệnh cũ phát tác. Cô cắn môi hỏi, là anh cứu em? Đinh Dũng nghĩ một lát rồi gật đầu. Nói, em yên tâm nghỉ ngơi trước đi, đợi khỏe lại rồi hãy tới tìm anh. Alo, mẹ à, Đinh Dũng vừa lên tiếng chưa nói được gì đã nghe Lâm Hồng Ngạn lớn tiếng mắng nhiếc trong điện thoại. Đinh Dũng, cái tên vô lương tâm không ra gì, cậu chết ở đâu hả, Phương Nhiên bị thương, cậu còn ra ngoài lông bông, còn không mau cút về đây. Mẹ à, mẹ đừng nóng, rốt cuộc Phương Nhiên sao rồi? Mọi người ở đâu, nghe Hàn Phương Nhiên bị thương, Đinh Dũng không khỏi lo lắng. Hứ, cậu đúng là đồ vô dụng, tôi thực sự không biết tại sao trước đây tôi lại chọn thằng con rể bất tài như vậy. Những tiếng mắng nhiếc không ngừng truyền tới, ngay cả Hồ Đông Hải đứng bên cạnh cũng nghe được. Vừa xuống tầng dưới đã nghe được giọng nói quen thuộc, ôi trời, được đấy, nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện. Bệnh viện thì đã sao, tên Đinh Dũng vô dụng đó không làm người ta bực mình thì không được, nếu như nó ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, sao Phương Nhiên có thể bị dao làm bị thương chứ? Lâm Hồng Ngạn chống hông, tay cầm điện thoại quát mắng với khuôn mặt bất bình. Nghe tiếng Lâm Hồng Ngạn, Hàn Thành Sơn liền rụt cổ lại không dám nói thêm. Ở nhà này, ông ta vốn chẳng có địa vị gì, sư tử Hà Đông này nói một là một.
Để thư ký Hồ chê cười rồi. Ninh Dũng nhận ra nét mặt kỳ lạ của Hồ Đông Hải liền lắc đầu bất lực đi về phía có giọng nói đó. Hồ Đông Hải nhìn bóng Ninh Dũng bằng gương mặt khó hiểu, nói thầm trong lòng, đúng là thanh quan cũng khó quản việc nhà. Người như Ninh Dũng cũng thấp cổ bé họng trước mặt người nhà. Tới cửa phòng khám tầng 1, Ninh Dũng đẩy cửa đi vào trong, anh ngay lập tức nhận ra gương mặt trắng bệch có chút mệt mỏi của Hàn Phương Nhiên. Thư ký Hồ là ai? Tại sao cậu lại nói chuyện với thư ký Hồ như vậy? Hàn Thành Sơn cau mày trợn mắt nhìn Ninh Dũng, đồng thời nhanh chóng tiến lên trước. Ninh Dũng đưa mắt tiễn hai người rời đi rồi mới ngồi xuống bên cạnh, nhìn bác sĩ, hỏi, bác sĩ, tay của vợ tôi không sao chứ? Nghe Ninh Dũng hỏi vậy, bác sĩ có hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh rồi nhướng mày có vẻ không dám tin, hỏi lại, đây là vợ anh. Tiểu tử, cậu đúng là may mắn vì cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy, sau khi nhìn sang Ninh Dũng, bác sĩ lắc đầu cười nói. Có cô vợ thế này đúng là để thương yêu, đến bàn tay mà cũng đẹp như vậy, có lẽ không phải dọn dẹp bếp núc nhỉ. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi, Ninh Dũng chỉ gật đầu nắm lấy tay còn lại của Hàn Phương Nhiên rồi nói với giọng trách móc, ai bảo em nấu cơm, anh không ở nhà em có thể đưa bố mẹ đi ăn mà. Dùng dao nguy hiểm lắm chứ, cũng may vết thương không sâu, nghe Ninh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên thấy có đôi chút áy náy. Trước đó cô luôn cho rằng Ninh Dũng vô dụng. Ngoại trừ chỉ biết ở nhà nấu cơm dọn dẹp ra thì không biết làm gì khác. Thế nhưng hôm nay, sau khi thử làm thì cô mới biết rằng việc đi chợ nấu cơm quả không đơn giản. Thật không biết hai năm nay Đinh Dũng sống thế nào. Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, giống như được trở thành một đứa trẻ làm sai, cứ thế ngoan ngoãn gật đầu, nói, em biết rồi. Phương Nhiên, có phải em có tâm sự gì không? Đinh Dũng ngồi bên đột nhiên lên tiếng. Ninh Dũng ho khan một tiếng, bấm bụng nói, đương nhiên rồi, anh và người phụ trách bất động sản Đỉnh Kim là bạn học, lại rất thân thiết. Trước đây sao em chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Sao anh có nhiều bạn học đến vậy? Lại còn phụ trách bất động sản Đỉnh Kim, Hàn Phương Nhiên không tin, cau mày nhìn Ninh Dũng. Ai ya, em yên tâm đi. Nói tóm lại bên hợp tác hạng mục này chắc chắn là em, Ninh Dũng bật cười ha ha. Chuẩn bị tìm lý do nói qua loa thì đột nhiên điện thoại của Hàn Phương Nhiên vang lên. Là người của tập đoàn gọi đến, Hàn Phương Nhiên bặm môi tỏ vẻ căng thẳng. Hiện giờ địa vị của cô tại tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đối diện với phần lớn cổ đông và các thành viên trong gia tộc lại càng bị người ta đâm bị thóc chọc bị gạo, thậm chí có người lôi vấn đề thịnh suy của tập đoàn ra đổ hết lên đầu cô, cho rằng đều do Hàn Phương Nhiên nên mới khiến tài sản tập đoàn bị ảnh hưởng. Hàn Phương Nhiên là tội nhân của tập đoàn Hàn Thị. Đừng lo lắng, em nghe đi, Ninh Dũng vỗ vai Hàn Phương Nhiên, cười nói. Thấy Ninh Dũng cười ấm áp, Hàn Phương Nhiên hít vào một hơi thật sâu, bấm nghe điện thoại. Thư ký Hồ là ai? Tại sao cậu lại nói chuyện với thư ký Hồ như vậy? Hàn Thành Sơn cau mày trợn mắt nhìn Ninh Dũng, đồng thời nhanh chóng tiến lên trước. Ninh Dũng đưa mắt tiễn hai người rời đi rồi mới ngồi xuống bên cạnh, nhìn bác sĩ. Hỏi, bác sĩ, tay của vợ tôi không sao chứ? Nghe Ninh Dũng hỏi vậy, bác sĩ có hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh rồi nhướng mày có vẻ không dám tin, hỏi lại, đây là vợ anh. Tiểu tử, cậu đúng là may mắn vì cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy, sau khi nhìn sang Ninh Dũng, bác sĩ lắc đầu cười nói. Có cô vợ thế này đúng là để thương yêu, đến bàn tay mà cũng đẹp như vậy, có lẽ không phải dọn dẹp bếp núc nhỉ? Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Ninh Dũng chỉ gật đầu nắm lấy tay còn lại của Hàn Phương Nhiên rồi nói với giọng trách móc, ai bảo em nấu cơm, anh không ở nhà em có thể đưa bố mẹ đi ăn mà. Dùng dao nguy hiểm lắm chứ, cũng may vết thương không sâu, nghe Ninh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên thấy có đôi chút áy náy. Trước đó cô luôn cho rằng Ninh Dũng vô dụng, ngoại trừ chỉ biết ở nhà nấu cơm dọn dẹp ra thì không biết làm gì khác. Thế nhưng hôm nay, sau khi thử làm thì cô mới biết rằng việc đi chợ nấu cơm quả không đơn giản. Thật không biết hai năm nay Ninh Dũng sống thế nào. Hàn Phương Nhiên nhìn Ninh Dũng, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, giống như được trở thành một đứa trẻ làm sai, cứ thế ngoan ngoãn gật đầu, nói, em biết rồi. Phương Nhiên, có phải em có tâm sự gì không? Ninh Dũng ngồi bên đột nhiên lên tiếng. Ninh Dũng ho khan một tiếng, bấm bụng nói, đương nhiên rồi, anh và người phụ trách bất động sản Đỉnh Kim là bạn học, lại rất thân thiết. Trước đây sao em chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Sao anh có nhiều bạn học đến vậy? Lại còn phụ trách bất động sản Đỉnh Kim, Hàn Phương Nhiên không tin, cau mày nhìn Ninh Dũng.
Ai da, em yên tâm đi. Nói tóm lại bên hợp tác hạng mục này chắc chắn là em. Đinh Dũng bật cười ha ha, chuẩn bị tìm lý do nói qua loa thì đột nhiên điện thoại của Hàn Phương Nhiên vang lên. Là người của tập đoàn gọi đến, Hàn Phương Nhiên bặm môi tỏ vẻ căng thẳng. Hiện giờ địa vị của cô tại tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đối diện với phần lớn cổ đông và các thành viên trong gia tộc lại càng bị người ta đâm bị thóc chọc bị gạo, thậm chí có người lôi vấn đề thịnh suy của tập đoàn ra đổ hết lên đầu cô, cho rằng đều do Hàn Phương Nhiên nên mới khiến tài sản tập đoàn bị ảnh hưởng. Hàn Phương Nhiên là tội nhân của tập đoàn Hàn Thị. Đừng lo lắng, em nghe đi, Đinh Dũng vỗ vai Hàn Phương Nhiên, cười nói. Thấy Đinh Dũng cười ấm áp, Hàn Phương Nhiên hít vào một hơi thật sâu, bấm nghe điện thoại. Đây là xe anh mua sao? Hàn Phương Nhiên nhìn chiếc xe đen bóng trước mặt mà thất thần, cô không khỏi suýt xoa đưa tay vuốt thân xe rồi hỏi Đinh Dũng, Đinh Dũng, cái xe này bao nhiêu tiền? Không rẻ phải không? Thấy Hàn Phương Nhiên hỏi giá tiền. Ông giám đốc vẫn luôn đứng một bên nãy giờ định lên tiếng thì Đinh Dũng đã cười nói, chẳng đáng bao nhiêu, triệu mấy tệ thôi mà. Khụ khụ, nghe cái giá này, ông giám đốc suýt chút nữa thì đứng không vững ngã ra đất. Ai có thể ngờ nổi một cái xe thế này có giá lên tới hơn 2 triệu nhân dân tệ mà còn bị Đinh Dũng nói thành triệu mấy tệ, cái giá quá bình dân. Quan trọng hơn cả là Hàn Phương Nhiên còn tin nữa. Thực ra cũng bình thường thôi, theo như sự hiểu biết của Hàn Phương Nhiên với Đinh Dũng. Từ sau khi Đinh Dũng vào ở rể nhà họ Hàn thì vẫn luôn không có công việc ổn định, chắc chắn cũng không kiếm ra bao nhiêu tiền. Có điều Đinh Dũng cũng chưa bao giờ tìm cô hỏi xin tiền, thật không biết số tiền mua xe này Đinh Dũng lấy ở đâu. Có điều Hàn Phương Nhiên cũng chẳng nghĩ nhiều. Cho dù Đinh Dũng lấy tiền ở đâu ra thì chỉ cần số tiền này không phải do anh cướp lấy và quang minh chính đại có được là được rồi. Được rồi, mọi người làm việc đi, tôi đi trước đây, Đinh Dũng cười vỗ vai giám đốc. Tỏ ý ông ta không cần phải làm ầm lên. Anh gây ra tổn thất gì cho công ty hay là do em không đàm phán cho tử tế với tập đoàn đỉnh kim khiến tập đoàn chúng ta công sức đổ sông đổ bể, bây giờ rơi vào thế bí hả? Hàn Hàn cười lạnh lùng chỉ vào Hàn Phương Nhiên nói thẳng, anh thấy em nên suy nghĩ cho kỹ đi. Đợi lát nữa xem em giải thích với ông nội thế nào. Anh, Hàn Phương Nhiên nắm chặt tay nhưng không nói thêm nữa. Hừ, chúng ta đi. Thấy bộ dạng tức tối đó của Hàn Phương Nhiên, Hàn Hàn cười lạnh lùng vỗ vào bộ mông nảy nở của cô gái bên cạnh rồi lên tiếng. Đinh Dũng đưa mắt nhìn cả hai đi vào tòa nhà của tập đoàn thì vẫn giữ vẻ mặt như thường. Nhưng thực tế trong mắt anh đã sắc lạnh vô cùng. Nhà họ Hàn này quả thật nội tình quá phức tạp, có vài con sâu mỏ đục khoét như vậy mà vẫn có thể trụ vững lâu không sập. Thôi chúng ta đi, Hàn Phương Nhiên bất lực lắc đầu nói với Đinh Dũng. Đinh Dũng gật đầu không nói gì thêm. Anh đương nhiên biết Hàn Phương Nhiên đau đầu vì vấn đề gì. Bây giờ cả tập đoàn đều do bốn chú bác của Hàn Phương Nhiên làm trụ cột chống đỡ, nhánh nhà Hàn Phương Nhiên lại chẳng có thực quyền. Hiện giờ mọi việc đều do người khác đổ vấy lên đầu cô, cho dù cô có lý cũng trở thành vô lý vì không ai nghe cô giải thích cả. Bác cả, theo cháu thấy thì làm người vẫn nên thật thà một chú, nếu không thì dễ tự chuốc vạ vào thân lắm. Con người sống an phận một chút mới sống lâu được, Đinh Dũng đứng ra nhếch miệng. Trong ánh mắt anh rõ ánh nhìn sắc lạnh. Chỉ thấy Đinh Dũng cười lạnh lùng, nói cháu tới tham dự cuộc họp mà chủ tịch còn chưa nói gì, bác đã nhảy ra chỉ trích cháu không nên tham gia. Bác thấy mình có thể thay thế cả chủ tịch sao? Hay là bác đã không đợi được nữa mà chỉ muốn giành lấy chức chủ tịch? Câu này của Đinh Dũng khiến cả căn phòng họp bùng nổ, đặc biệt là hai người Hàn Thành Văn và Hàn Thành Quý đều nheo mắt nhìn. Chỉ có Hàn Thành Võ từ đầu tới cuối ngồi cạnh Hàn Tông Khôn trầm tư không nói gì. Khốn khiếp, cậu nói nhăng quậy, mặt Hàn Thành Phú biến sắc. Từ đầu ông ta đã nói không lại Hàn Phương Nhiên nên định quay qua chèn ép Đinh Dũng, nhưng điều khiến ông ta không ngờ tới đó chính là từng lời nói của Đinh Dũng lại còn sắc hơn cả Hàn Phương Nhiên, cứ thế chụp mũ cho ông ta. Nếu ông ta dám nói một từ phải thì đừng nói là phía ông già mà ngay cả vài anh em của ông ta cũng sẽ trở mặt với ông ta trước. Hiện giờ tình hình của tập đoàn trông thì có vẻ ổn định, thực tế thì cả bốn anh em nhà ông ta làm gì có ai không muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị chứ? Bác không có ý đó. Bác chỉ nói trước với cháu một tiếng thôi, nghĩ tới đây, Hàn Thành Phú chột dạ, ông ta vội lên tiếng nói, bố, con tuyệt đối không hài lòng. Con chỉ trung thành muốn xây dựng tập đoàn cho vững mạnh. Con! Được rồi, đúng lúc này, Hàn Tông Khôn từ đầu tới cuối không nói câu nào liền khoát tay, thở dài. Mặt ông ta rõ vẻ nghiêm nghị, nhìn Đinh Dũng chằm chằm,
nói, hiện giờ là thời khắc sinh tử của tập đoàn, đã là người nhà họ Hàn thì ngồi xuống đi. Thấy bố mình đã lên tiếng như vậy, mấy người phía Hàn Thành Phú chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua, còn Đinh Dũng đương nhiên cũng sẽ không tự chuốc vạ vào thân nên anh cười rồi gật đầu với Hàn Tông Khôn, sau đó thì ngồi xuống. Cô ta đã bất mãn với việc chủ tịch hội đồng quản trị giao vị trí phụ trách cho Hàn Hàn Tư Lâu. Theo như cô ta thấy thì Hàn Hàn căn bản không có khả năng gánh vác hạng mục quan trọng như vậy. Ông nội nên giao phó cho cô ta mới đúng. Em Châu Nhi đừng nói hàm hồ. Sao có thể trách anh được? Rõ ràng trước đó Hàn Phương Nhiên không đàm phán thỏa đáng với bất động sản đỉnh kim. Mọi việc không liên quan gì đến anh, thấy Hàn Châu Nhi chụp mũ cho mình, Hàn Hàn lập tức tỏ thái độ luôn. Đúng vậy, liên quan gì đến Hàn Hàn, rõ ràng là trước đó cô ta đàm phán có chỗ sơ hở. Cô gái trang điểm lòe lòe kia mặc dù không hiểu việc hợp tác mà bọn họ đang nói nhưng vẫn miễn cưỡng đứng về phía Hàn Hàn. Hàn Phương Nhiên từ đầu tới cuối không nói lời nào. Cô bặm môi, nắm tay thật chặt. Hạng mục hợp tác là do cô đàm phán, có cống hiến lớn cho công ty vậy mà bây giờ vì nguyên nhân khác, những người này lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Hàn Phương Nhiên thật sự có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Phương Nhiên, cháu cho rằng việc này nên xử lý thế nào? Hàn Thành Phú thấy con trai mình và Hàn Châu Nhi càng nói càng hăng nên lập tức chĩa mũi dùi về phía Hàn Phương Nhiên. Việc này, Hàn Phương Nhiên bặm môi, cô định đứng dậy trước bao con mắt nhìn thì đột nhiên Đinh Dũng kéo tay cô, nói, Phương Nhiên, để anh nói đôi câu. Mặc dù không biết Đinh Dũng vì sao đột nhiên lại đứng dậy nhưng quả thực cô cũng không biết phải nói làm sao, nên chỉ đành gật đầu. Chúc độc giả của Riot Me và Finovo một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Cảm ơn quý độc giả đã đồng hành và ủng hộ app trong thời gian qua. Đinh Dũng, anh, Hàn Phương Nhiên kéo vạt áo Đinh Dũng nhìn anh hoài nghi. Hiện giờ là lúc cấp bách của tập đoàn, nếu anh làm loạn thì tất cả mọi người sẽ chỉ trích cô, còn Đinh Dũng ra mặt chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người đối phó lại. Thế nhưng Đinh Dũng lại không để ý tới ánh mắt Hàn Phương Nhiên. Anh chỉ vỗ vỗ vai Phương Nhiên tỏ ý cô không cần phải lo lắng. Cháu hiểu mọi người vội vàng muốn tìm ra ai gây ra việc tập đoàn phải đối mặt với nguy cơ lần này, nhưng mọi người nên tỉnh táo một chút. Hiện giờ cái gì là quan trọng nhất? Đinh Dũng cười hết sức tự tin, đôi tay anh chống thẳng trên bàn họp, đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp, giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này mới là quan trọng nhất, mới là việc mà người nhà họ Hàn chúng ta nên làm chứ không phải lục đục với nhau, mỗi lần gặp chuyện gì cũng đổ tội cho nhau. Hừ, cậu nói thì dễ lắm. Hiện giờ nguồn vốn tập đoàn xuất hiện chỗ hổng lớn như vậy, chúng tôi còn có cách gì nữa, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Thành Phú lên giọng nheo mắt đáp lại. Hàn Thành Phú vừa dứt lời, người bên trong phòng họp bắt đầu xôn xao, phần lớn đều theo hướng đổ tội cho người khác, không ai nhận trách nhiệm về mình. Hàn Tông Khôn nhìn Đinh Dũng chăm chú, nghe những lời xì xào xung quanh thì không khỏi cau mày. Hàn Thành Võ ngồi bên cạnh ông thấy tình hình như vậy thì hạ giọng nói, bố. Bố đừng tức giận mà nóng vội quyết định, sức khỏe mới là quan trọng nhất. 2. Hàn Tông Khôn lắc đầu bất lực nhìn cả nhà họ Hàn. Đến bây giờ cũng chỉ có Hàn Thành Võ là người có thể dùng được, nhưng khó khăn lần này mà tập đoàn phải gánh vác thì không phải một người là có thể giải quyết được. Hắn ta dứt lời, cánh cửa phòng họp bị hai bảo vệ đẩy ra. Cả hai người này đều nhìn Hàn Hàn rồi lập tức đi về phía Đinh Dũng. Các người làm gì thế hả? Hàn Phương Nhiên đứng dậy cau mày lên giọng. Nhưng hai tên bảo vệ kia căn bản không quan tâm đến cô mà cứ thế đi về phía Đinh Dũng. Nhưng bọn họ còn chưa ra tay thì Đinh Dũng đã lạnh lùng bật cười, chủ tịch còn chưa nói gì mà. Tôi xem hôm nay ai dám đụng vào tôi. Hai người là người của tập đoàn Hàn Thị. Tập đoàn này hiện giờ đều phải nghe theo lời chủ tịch hay là lời của Hàn Hàn. Làm chó cũng đừng có nhận nhầm chủ chứ, Đinh Dũng nói rõ ràng từng lời. Và lại đều lấy Hàn Tông Khôn làm bia đỡ đạn khiến người ta không thể nào phản bác lại. Giọng nói của anh không quá lớn nhưng đủ khiến người ta nghe rõ. Thực tế cũng như Đinh Dũng nói, hai tên bảo vệ còn chưa hỏi Hàn Tông Khôn mà đã nghe lời Hàn Hàn, cứ thế xông vào phòng họp, rõ ràng là không coi chủ tịch Hàn Tông Khôn ra gì. Hai người to gan lắm, lúc này Hàn Thành Võ mới đứng dậy hắng giọng, nói ai cho hai người vào đây. Hội nghị của tập đoàn đang trong thời gian họp mà hai người xông vào. Biết sai không hả? Đây, đó là đương nhiên, Hàn Thành Võ gật đầu hạ giọng nói. Nghe Hàn Thành Võ nói, Đinh Dũng im lặng một lúc rồi đột nhiên nhìn Hàn Tông Khôn cười, nói, chủ tịch,
cháu không mong muốn gì khác, nếu như cháu có thể giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này, hạng mục hợp tác với bất động sản đỉnh kim nhất định phải giao cho Phương Nhiên phụ trách. Đinh Dũng, bất động sản đỉnh kim đã, thấy Đinh Dũng lại nhắc tới chuyện hợp tác với bất động sản đỉnh kim, Hàn Phương Nhiên vội vàng lắc đầu kéo tay anh. Đương nhiên Đinh Dũng hiểu rõ ý của Hàn Phương Nhiên, chỉ là bất động sản đỉnh kim có hợp tác với tập đoàn Hàn Thị hay không, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói của anh mà thôi. Tin anh, Đinh Dũng chỉ nói có nhiều đó, gương mặt hiện rõ nét cười tự tin. Hàn Phương Nhiên cắn môi, mặc dù còn muốn giải thích với Đinh Dũng nhưng cô lại nói không được, nhất là khi vừa nghĩ tới nụ cười tự tin của Đinh Dũng, bất giác cô nhận ra bản thân nên tin tưởng anh. Ha ha ha, Đinh Dũng cậu đúng là tên vô dụng. Lẽ nào cậu không biết bất động đỉnh kim đã đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng rồi sao? Nghe Đinh Dũng nói, Hàn Hàn không nhịn được bật cười kinh bỉ. Nhưng tiếng cười này của hắn lại khiến Hàn Tông Khôn nhăn mày, Hàn Thành Văn vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát liền hừ lạnh một tiếng, nói với Hàn Hàn, Hàn Hàn, cười lớn tiếng như vậy ở cuộc họp của tập đoàn còn ra thể thống gì? Hàn Hàn nghe vậy cũng nhận ra sắc mặt của ông nội không vui, nên vội vàng ngậm miệng lại. Không chỉ Hàn Hàn mà ngay cả bốn anh em nhà họ Hàn và Hàn Tông Khôn cũng chau mày, rõ ràng họ không ngờ đó là cách của Đinh Dũng. Đúng như Đinh Dũng nói, nếu như có thể nói chuyện với bất động sản đỉnh kim thì bọn họ cũng không cần mở cuộc họp khẩn như vậy. Hàn Tông Khôn sớm đã phái người đi thương lượng với họ, kết quả là ngay cả cửa lớn công ty nhà người ta cũng không vào được chứ đừng nói tới việc gặp lãnh đạo. Cháu biết chuyện này rất khó làm được nhưng cháu tin năng lực của Phương Nhiên. Xin chủ tịch cho Phương Nhiên một cơ hội. Đinh Dũng nhìn Hàn Tông Khôn nói rành mạch. Hàn Phương Nhiên nghe vậy vội vàng đứng lên chau mày nói với Đinh Dũng, anh nói gì vậy, sao em có thể nói chuyện với người ta, em. Vợ à, anh tin em nhất định làm được, Đinh Dũng nắm lấy tay Hàn Phương Nhiên nói nhỏ, đây là cơ hội trở mình duy nhất của em. Nhưng mà, Hàn Phương Nhiên cắn răng, cô vốn không quen biết Tổng Giám Đốc Bất Động Sản Đỉnh Kim, sao có thể thương lượng được. Phương Nhiên, tin anh. Đinh Dũng trầm ngâm nhìn Hàn Phương Nhiên. Thấy Đinh Dũng nghiêm túc, Hàn Phương Nhiên cũng không biết làm sao mà lại gật đầu. Hứ, tôi xem hai người không thương lượng được có mặt mũi quay về không, nghe ông lão Hàn nói. Hàn Hàn vui mừng trong lòng, hắn ta sớm đã muốn đá cả nhà Hàn Phương Nhiên ra khỏi tập đoàn, đây không phải cơ hội tốt sao? Những người cũng đang phấn khích ngoài hai bố con Hàn Hàn và Hàn Thành Phú ra còn có hai người khác. Một là Hàn Châu Nhi và người kia là kẻ đang ngồi xem hổ đấu Hàn Thành Quý. Hàn Châu Nhi hiện đang là một trong số nhân viên trẻ của công ty, người duy nhất có khả năng cạnh tranh với Hàn Hàn, nhưng cô ta là nữ nên uy tín cũng kém hơn Hàn Hàn một chút. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, Hàn Châu Nhi là một nhà chính trị rất tài ba, một cô gái mà đấu dũng đấu mưu với bố con Hàn Hàn nhưng vẫn đứng vững trên nửa giang sơn, chắc chắn là không tầm thường. Trong khi đó từ đầu tới giờ Hàn Thành Quý vẫn chưa nói lời nào, không phải không muốn tranh giành vị trí chủ tịch tương lai mà thực sự con cái của ông ta không một ai tài giỏi được như Hàn Châu Nhi, bản thân lại không có sức ảnh hưởng ở công ty giống như Hàn Thành Quý. Do vậy, ông ta chỉ có thể che giấu dã tâm của mình, ngồi xem hổ đấu. Nhưng cho dù có thể đàm phán thành công với bất động sản đỉnh kim thì nước xa không cứu được lửa gần, cũng chính lúc này, Hàn Thành Phú cười lạnh lùng nhìn Đinh Dũng rồi nói tiếp. Nếu như có thể hợp tác tiếp với bất động sản đỉnh kim, nhưng các ngân hàng khác không chịu cho chúng ta vay tiền, nguồn vốn của công ty cũng không đủ, tất cả cũng uổng công vô ích. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm được một chút, nghe Hàn Thành Quý nói lại bắt đầu lo lắng. Thực ra rất nhiều người không hề quan tâm tới việc ai sẽ là người nắm quyền trong tập đoàn, điều họ để tâm hơn cả là tập đoàn có thể tiếp tục phát triển nữa không vì điều này liên quan tới chuyện họ dựa vào tập đoàn ăn ngon mặc đẹp. Hàn Thành Võ chau mày nhưng cũng chỉ thở dài rồi gật đầu. Ông ta trầm ngâm nói, chuyện đứt dòng vốn đúng là hơi rắc rối. Chuyện này mọi người có ý kiến gì có thể nêu ra để bàn bạc. Hàn Tông Khôn liếc nhìn ba người con của mình rồi lạnh lùng nói. Nguồn vốn đứt đoạn cần được lấp đầy bởi một lượng tiền lớn, ba đứa con trai của ông đã ăn chặn không ít tiền bạc của tập đoàn. Trong hoàn cảnh như hiện nay, nếu như bọn họ có thể đóng góp một chút, chưa nói tới chuyện có thể lấp đầy lỗ hổng nhưng ít ra có thể cứu nguy một lúc. Nhưng Hàn Tông Khôn đã thất vọng ngay sau đó, bởi vì mấy người kia cứ anh nhìn em nhìn anh, không có một ai lên tiếng. Nếu như em rể đã có bản lĩnh lớn như vậy, hay là cứ giao chuyện này cho em ấy làm đi. Lúc này, đột nhiên Hàn Hàn cười nói. Không ít người nghe vậy không chịu được chau mày,
rõ ràng là ức hiếp người ta mà, lỗ hổng vốn lớn như vậy, Đinh Dũng có cách gì chứ? Anh họ tốt của em, ý của anh là, Hàn Phương Nhiên chau mày tức giận nói, em thấy anh mới là người nên giúp sức đó, em nghe nói anh vừa mua 2 chiếc xe thể thao, còn mua 1 căn biệt thự nhỏ. Đúng vậy, hay là anh mang tài sản của anh đi thế chấp, đợi công ty vượt qua khó khăn thì trả anh cả vốn lẫn lời, còn hơn anh cứ để trong ngân hàng. Nghe Hàn Phương Nhiên nhắc tới chuyện này, Hàn Châu Nhi ngay lập tức xen vào. Cô ta sớm đã dòm ngó tài sản của Hàn Hàn nhưng cái ghế cô đang ngồi không có vị thế lớn như hắn ta, hơn nữa cô không cũng dám to gan trục lợi như Hàn Hàn nên trong lòng hơi đố kỵ. Hàn Tông Khôn đưa mắt nhìn Hàn Hàn, bình thường ông cũng nhắm một mắt mở một mắt chuyện các con trai tham ô, hiện giờ cũng là lúc để bọn họ cống hiến một chút rồi. Cháu làm gì có tài sản, Hàn Hàn mặt biến sắc vội vàng biện minh. Ha ha, Tiểu Châu, cháu đứng đùa với anh cháu nữa. Nó làm gì có của cải gì, Hàn Thành Phú cười giả tạo nhìn Hàn Châu Nhi rồi nói tiếp, bố à, nếu như Phương Nhiên có thể thương lượng thành công việc hợp tác lại với bất động sản đỉnh kim cho thấy con bé thực sự có năng lực, vậy thì chuyện xoay vốn cứ giao cho con bé cũng không hẳn không thể. Nếu như thương lượng thất bại thì chuyện vốn cũng đừng nhắc tới làm gì, sợ là chả có ngân hàng nào ở Kim Châu chịu hợp tác với chúng ta. Ánh mắt của Hàn Thành Phú có hơi thâm hiểm, xem chừng như đang muốn gây khó dễ cho Đinh Dũng. Hứ, anh cả này, anh nói thế khéo thật, Hàn Thành Võ vốn chẳng ưa gì Hàn Thành Phú nên nghe ông ta nói không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ được là khi bầu không khí hiện tại đã ngày càng căng thẳng thì Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng, nếu như bác cả đánh giá cao cháu, vậy thì chuyện tiền vốn cứ giao cho cháu và Phương Nhiên. Xem này, Đinh Dũng có phải điên rồi không, đầu óc có vấn đề rồi. Tên Đinh Dũng này đúng là vô dụng. Trước đó chủ tịch đã nể mặt rồi, nếu như thương lượng không thành cũng không sao nhưng nếu như thành công thì hai người họ lại như cá gặp nước. Còn chuyện tiền vốn sau đó, nếu như làm không được thì thực sự sẽ trở thành tội nhân của cả tập đoàn. Hứ, tôi thì lại muốn xem lần này Hàn Phương Nhiên làm thế nào. Đinh Dũng vừa dứt lời cả cuộc họp đã xì xào bàn luận, họ thi nhau chỉ trỏ anh, không ai coi anh ra gì. Đinh Dũng, anh... Không phải anh đang thêm rắc rối cho chúng ta đấy chứ, chúng ta đi đâu tìm nguồn vốn lớn như vậy hả, Hàn Phương Nhiên gãi đầu không hiểu nổi Đinh Dũng. Trước đây cô còn thay đổi cách nhìn với anh, thậm chí bắt đầu tiếp nhận anh rồi nhưng tất cả những gì Đinh Dũng làm bây giờ cứ như đang gài cho cô một quả bom hẹn giờ, hết 3 ngày, nếu như cô không lấy được vốn, quả bom này sẽ phát nổ ngay lập tức, tới lúc đó tất cả thành quả cô khổ tâm gây dựng sẽ tiêu tan, thậm chí cô còn trở thành tội nhân của cả nhà họ Hàn. Yên tâm, anh có cách, nhìn khóe mặt rơm rớm của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng đau lòng nên vội vàng nói nhỏ với cô, anh có cách lấy được tiền vốn. Anh có cách gì, Hàn Phương Nhiên trao màu nói nhỏ, anh đừng làm bừa, đứt dòng vốn không phải chuyện nhỏ, ít cũng phải lên tới 100 triệu tệ. Đinh Dũng, cháu chắc chắn có cách lấp lỗ hổng tiền vốn, Hàn Thành Võ lạnh lùng, ông ta vốn không ghét bỏ Đinh Dũng nhưng lúc này cũng không nhịn được muốn mắng anh, đúng là đứa không biết trời cao đất dày. Nhưng ông ta cũng chỉ có thể mắng thầm trong bụng chứ không dám tỏ ra mặt. Ông ta nghiêm túc nói, lần này tiền vốn bị thiếu ít nhất cũng phải 1 tỷ nhân dân tệ, cháu có hiểu không? Cái gì, 1 tỷ, ban đầu Hàn Phương Nhiên còn nghĩ 100 triệu, ai mà ngờ được lại là 1 tỷ, cho dù có giết cô cũng không tìm đâu ra 1 tỷ. Cháu và Phương Nhiên nhất định không phụ kỳ vọng, Đinh Dũng nghiêm túc gật đầu sau đó lại quay sang Hàn Phương Nhiên nói nhỏ, yên tâm. Con trai thống đốc ngân hàng phát triển Kim Châu là bạn học cũ của anh, cậu ấy nhất định giúp chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.